Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Cổ Chân Nhân. Tập 9. Chương 81, Nhị chuyển sơ dài. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, không lâu sau. Bụi cây xanh sẫm bên cạnh sườn dốc bị rẽ mạnh ra. Một gã đàn ông vạm vỡ, cao lớn bước lên sườn núi, xuất hiện trong tầm mắt Phương Nguyên. Gã có mái tóc đen ngắn, mỗi sợi tóc đều cứng cáp thẳng tắp. Gã trần thân trên, lưng hùm vai gấu, da thịt trên người có màu đỏ thấm. Chiều cao của gã gần 2 mét, cuối thu trời lạnh lẽo. Thế mà gã vẫn làm cho người ta cảm thấy giống như một lò lửa di động. Như thể mỗi một hơi thở của gã cũng có thể làm tăng nhiệt độ xung quanh. Bên hông của gã treo thi thể của một đám dã thú, có hồ ly, có thỏ rừng, có gà rừng, còn có cả con sói già vừa mới rời đi kia. Nhìn thấy Phương Nguyên, gã hơi sửng sốt một chút, lập tức bước nhanh, đi lướt qua Phương Nguyên. Cổ Nguyệt Xích Sơn nhìn bóng lưng gã đàn ông này rời đi, trong lòng Phương Nguyên hiện ra một cái tên. Người này là nhân vật đại biểu cho dòng Xích gia, có tu vi nhị chuyển cao dài. Lại nói, những chuyện đã trải qua của gã có phần tương tự với Phương Nguyên. Người này cũng có thiên phú dị bẩm. Khi còn bé thì sức lực đã rất mạnh, 15 tuổi lỡ tay đánh chết một gia nô thành niên, 12 tuổi có thể cầm cối đá nặng nề thành đĩa ném chơi. Lúc đó, gã được tộc nhân khắp nơi coi trọng, cho rằng gã có tư chất loại giáp. Thế nhưng, sau đại điển khai khiếu, tư chất gã được đo ra chỉ là loại ất. Tính tình của gã vốn ngông cuồng, không coi ai ra gì. Sau khi trải qua biến cố này, tâm tính gã lại thay đổi, trở nên điềm tĩnh có thừa. Tuy gã là loại ất, nhưng ở trong niên khóa của bọn họ, gã vẫn là học viên số một danh xứng với thực. Sau một năm đi học, gã ra khỏi học đường, không ngừng cố gắng, rất nhanh thì đã bộc lộ tài năng. Hiện tại, chỉ qua vài năm mà gã đã trở thành tinh anh trong đám cổ sư nhị chuyển của gia tộc. Hạnh phúc không thể dạy cho người ta chân lý cuộc sống, chỉ có đau khổ mới có thể làm được. Trong gia tộc, thiếu niên 15 tuổi bắt đầu tham gia vào đại điển khai khiếu, bước vào học đường. 16 tuổi tốt nghiệp ra khỏi học đường, họ sẽ tạo thành tiểu tổ 5 người, hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, đồng thời cũng có thể chọn kế thừa gia sản, có tư cách dọn ra ở riêng. Từ 16 tuổi bắt đầu cố gắng làm việc, tu vi không ngừng tiến bộ, độ nguy hiểm của nhiệm vụ cũng không ngừng tăng lên, địa vị cũng không ngừng nâng cao. Người thì chết, người thì sống, người thì bị thương tàn phế, tu vi giảm xuống, sống kéo dài hơi tàn. Người thì trải qua tôi luyện, trở thành cổ sư tam chuyển, lên làm gia lão, trở thành cao tầng. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, liên tưởng ra rất nhiều thứ. Cổ sư tu hành càng về sau càng khó khăn, mức độ khó khăn khi tấn thăng tăng vọt theo cấp số nhân. Hơn nữa, ở trong hoàn cảnh sinh tồn gian nan này, người có thể tấn thăng tam chuyển thật sự là đã ít càng thêm ít. Lại nói, trời đã sắp vào đông, ta đã sắp ở trong học đường tròn một năm. Học viên mỗi khóa đều có hai khảo hạch quan trọng. Thứ nhất là khảo hạch giữa năm, nội dung mỗi khóa mỗi khác. Thứ hai là khảo hạch cuối năm, nội dung không thay đổi, mỗi năm đều là chiến đấu lôi đài. Sau đó thì ta không thể ở lại túc xá học đường nữa, bắt buộc phải chuyển ra ngoài. Chuyển ra ngoài, vậy ở nơi nào đây? Phương Nguyên không thể nào ở chung với cữu phụ cữu mẫu, bọn họ còn ước gì hắn làm như vậy ấy chứ. Tại thế giới này, 16 tuổi đã là người trưởng thành, bắt đầu tuổi tác tự lập. Hơn nữa, bí mật của Phương Nguyên rất nhiều, hắn nhất định phải sống một mình. Kiếp trước, khi rời khỏi học đường ta chỉ mới là nhất chuyển trung dài. Kiếp này tình hình tốt hơn rất nhiều, đến lúc đó, ta ắt đã là nhất chuyển đỉnh phong. Nhưng mà ta có thể dùng tư chất loại bính mà đạt được thành tựu này cũng không phải là không trả giá. Trong quá trình này ta đã phải tiêu tốn một lượng lớn nguyên thạch. Chân mày Phương Nguyên lo lắng nhíu lại, nguyên thạch trong tay hắn đã không còn nhiều lắm. Tư chất có hạn, nguyên thạch mà hắn tiêu tốn cho việc tu hành phải nhiều hơn xa Phương Chính, Xích Thành và Mạc Bắc. Một mình hắn nuôi đến 6 con cổ. Trừ việc đó ra,
dùng tử trùng tinh luyện, ôn dưỡng không khiếu, sử dụng bạch thủy cổ tăng cường sức lực vân vân. Tất cả đều cần tiêu hao chân nguyên. Sau khi chân nguyên tiêu hao, chỉ bằng vào tốc độ khôi phục của tư chất loại bính tất nhiên là không thể thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Hắn đành phải sử dụng nguyên thạch, hấp thu chân nguyên thiên nhiên trong đó để tiến hành bổ sung. May là hắn có Xuân Thu Thiền, lại có hai lần lấy được cổ từ trong địa tàng hoa. Do đó mà không cần tiêu tốn nhiều nguyên thạch để luyện hóa cổ trùng. Việc này làm cho hắn sống dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng tiếp theo, hắn đã ra khỏi học đường, ít nhất phải thuê phòng, mua thêm một vài đồ gia dụng. Sau đỉnh phong chính là trùng kích nhị chuyển, quá trình này sẽ tiêu hao một số lượng lớn nguyên thạch. Sau nhị chuyển, hắn còn phải hợp luyện cổ trùng. Mỗi lần hợp luyện cũng là một khoản chi tiêu xa xỉ. Chỉ riêng những việc này cộng thêm tình hình tài chính túng quẫn thì hắn cũng đã không thể gánh nổi. Huống chi, cho dù là gánh nổi những thứ này thì hắn vẫn phải tiếp tục nuôi cổ trùng, tiếp tục tu hành. Khảo hạch giữa năm lúc trước, nếu hắn không dùng nanh lợn rừng để đổi ra không ít nguyên thạch, giảm bớt một bộ phận áp lực rất lớn thì bây giờ hắn cũng đã không chịu nổi. Nguyên thạch. Trong truyền thừa của Hoa Tiểu Hành giả không có cung cấp nguyên thạch, đây thật là đáng tiếc. Nguyên thạch chấn lột từ chỗ bạn học cũng là giúp đỡ chủ yếu nhất. Thế nhưng, sau khi học viên rời khỏi học đường, phụ cấp của học đường cũng sẽ ngừng lại, ta cũng không thể tiếp tục chấn lột nữa. Có điều, hạng nhất khảo hạch cuối năm hình như là có thể nhận được khen thưởng 150 khối nguyên thạch. Phương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể đạt được hạng nhất, có 150 khối nguyên thạch này, áp lực kinh tế to lớn của hắn có thể giảm xuống một chút. Thời gian trôi nhanh, thu đi đông đến. Trong diễn võ trường của học đường, ba lôi đài đã được dựng lên. Tại bên cạnh lôi đài, dựa vào trên tường trúc của diễn võ trường, người ta còn dựng lên những cái lều, bày ra bàn dài và ghế ngồi. Lúc này, gia lão học đường, tộc trưởng cùng với mấy vị gia lão khác đều đang ngồi dưới lều. Trời rơi tuyết nhẹ. 57 vị học viên đang đứng ngay ngắn ở trong sân. Cái mũi người nào cũng lạnh cóng đến đỏ bừng, theo từng nhịp hô hấp, hơi nóng từ trong mũi bay ra. Gia lão học đường nói lớn, chớp mắt mà đã kết thúc một năm. Trong một năm này, các ngươi đã được huấn luyện trong học đường, đã bước đầu có tố chất của một cổ sư. Ngày mai chính là cuộc thi đấu cuối năm trên lôi đài, kiểm nghiệm thành quả học tập của các ngươi. Đến lúc đó, không chỉ tộc trưởng và các vị gia lão đại nhân đích thân đến hiện trường mà còn có tiền bối của các ngươi, học trưởng của các ngươi đứng ngoài xem xét, chọn lựa ra người có biểu hiện vượt trội hơn để thu nạp vào những tiểu tổ khác nhau. Biểu hiện ngày mai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của các ngươi. Hạng nhất khảo hạch không chỉ được khen thưởng 150 khối nguyên thạch mà còn được quyền ưu tiên lựa chọn cổ trùng. Hiện giờ, các người bắt đầu lần kiểm tra tu vi cuối cùng ở học đường. Nói xong những lời này, gia lão học đường liền gật đầu với một cổ sư đứng bên cạnh. Nữ cổ sư trung niên nhận được gia hiệu thì dựa theo danh sách mà đọc lên cái tên thứ nhất, Cổ Nguyệt Kim Châu. 1. Thiếu nữ mang vẻ mặt căng thẳng bước ra khỏi đám người, đi đến trước mặt cổ sư nọ. Cổ sư giơ tay đặt lên bụng thiếu nữ, nhắm mắt cảm nhận một chút. Sau đó mở mắt ra tuyên bố, Cổ Nguyệt Kim Châu, nhất chuyển trung dài. Kế tiếp, Cổ Nguyệt Bằng, lại một thiếu niên đi lên kiểm tra rồi đi xuống, trở về trong hàng. Nét mặt của bọn họ không giống nhau, hoặc là mất mát, hoặc là mừng rỡ. Thành tích kém nhất tất nhiên là nhất chuyển sơ giai, đều là các thiếu niên có tư chất loại đinh, không hề có ngoại lệ. Đại đa số những người còn lại là nhất chuyển trung dài. Một số ít trong những người này có tư chất loại đinh, phần lớn thì có tư chất loại bính. Cổ Nguyệt Xích Thành, nữ cổ sư trung niên đọc tên. Trong đám người cùng lứa, Cổ Nguyệt Xích Thành với vóc dáng thấp lùn nhất ưỡn ngực đi ra. Sau khi kiểm tra một phen, nữ cổ sư trung niên mở hai mắt ra, Cổ Nguyệt Xích Thành, nhất truyền đỉnh phong. Từ lúc kiểm tra đến giờ, đây là cổ sư nhất truyền đỉnh phong đầu tiên. Các gia lão đang ngồi không khỏi nhẹ nhẹ gật đầu. Có gia lão nhận ra, nhẹ giọng nói, đứa cháu trai này của Cổ Nguyệt Xích luyện có tư chất loại ất, chẳng trách. Bên ngoài lều, các thiếu niên đã bắt đầu thì thầm to nhỏ. Xích Thành là nhất truyền đỉnh phong,
Không biết Mạc Bác có vậy hay không? Hai người bọn họ chính là đối thủ một mất một còn đó nha. Người có thể lên đến đỉnh phong đều là loại Ất, loại Giáp. Ôi, những người cùng khổ loại Đinh, loại Bính chúng ta có thèm muốn cũng không được. Hừ, Cổ Nguyệt Mạc Bắc hờ lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của Xích Thành, hắn cảm thấy khó chịu cả người. Cổ Nguyệt Phương Chính thì thầm nắm chặt hai nắm tay, đôi môi mím chặt, giống như đang kìm nén. Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Không lâu sau, cổ sư kiểm tra kêu lên. Mạc Bắc với bộ mặt ngựa dài bước nhanh ra. Cổ Nguyệt Mạc Bắc, nhất truyền đỉnh phong. Trong những lời này, hắn lại trở về, trên đường cũng không chịu kém mà liếc nhìn Cổ Nguyệt Xích Thành một cái. Kiểm tra tiếp tục, tuyết trên trời càng rơi xuống càng ít, cuối cùng ngừng lại. Không khí lạnh giá mà lại tươi mát. Cổ Nguyệt Phương Nguyên, nữ cổ sư trung niên kêu lên. Phương Nguyên đi lên, mặt không đổi sắc. Một lát sau, nữ cổ sư mở hai mắt ra, có hơi bất ngờ mà quan sát Phương Nguyên một cái, nói lớn. Cổ Nguyệt Phương Nguyên, nhất truyền đỉnh phong. Nhất truyền đỉnh phong, có phải lầm hay không? Phương Nguyên lại có thể tu hành đến mức như vậy. Các thiếu niên kinh ngạc một trận. Ai, hắn gặp vật cướp chó, có tử trùng trợ giúp ôn dưỡng không khiếu. Mặc dù chỉ có tư chất loại Bính nhưng so với loại Ất, loại Giáp, hắn vẫn không rơi xuống hạ phong. Một vài thiếu niên ghen tị nói. Nhất là một số thiếu niên cũng có tư chất loại Bính, giọng điệu chua chát tự an ủi mình. Chuyện này cũng không có gì. Tửu trùng không thể tinh luyện chân nguyên nhị chuyển. Sau này Phương Nguyên sẽ không còn ưu thế này nữa. Mặc dù là đỉnh phong nhưng chung quy hắn chỉ có tư chất loại Bính, không đáng lo. Mạc Bắc và Xích Thành nhìn Phương Nguyên một cái nhưng lại rời tầm mắt đi rất nhanh để nhìn về phía Phương Chính vẫn còn đứng trong hàng. Ở trong lòng bọn họ, Phương Chính có tư chất loại Giáp mới là đối thủ cạnh tranh. Ca ca, ngươi thật là làm cho ta có hơi bất ngờ. Nhưng mà tiếp theo, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Phương Chính nhìn Phương Nguyên từng bước đi xuống, hai mắt lấp lánh, gương mặt toát ra vẻ vô cùng chờ mong. Cổ Nguyệt Phương Chính, giọng nói của nữ cổ sư thong thả vang lên, là thiên tài loại Giáp đó. Ngay lập tức, ánh mắt của các già lão đều tập trung người Phương Chính. Phương Chính đi ra khỏi đám người. Hắn có thể cảm nhận được áp lực đến từ những ánh mắt này. Điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu hơi căng thẳng. Nhưng khi hắn nhìn thấy tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác mỉm cười với mình, căng thẳng trong lòng hắn lập tức tan thành mây khói. Hắn đi đến trước mặt nữ cổ sư trung niên. Nữ cổ sư nhắm mắt lại, sau đó giật mình mở mắt ra, dùng giọng nói kinh ngạc nói to, Cổ Nguyệt Phương Chính, tu vi, nhị chuyển sơ rai. Các thiếu niên lập tức ồn ào ầm ĩ lên. Cái gì? Vậy mà hắn đạt đến nhị chuyển? Không hổ là thiên tài có tư chất loại Giáp. Khá lắm, cứ như vậy thì Mạc Bắc, Xích Thành, Phương Nguyên đều bị hắn bỏ xa. Phương Chính này, trong một lúc, Mạc Bắc và Xích Thành đều khiếp sợ nhìn Phương Chính. Ha ha ha, lại còn cao hơn kiếp trước một bậc. Phương Nguyên rũ mi mắt xuống, cười cười. Hắn cũng không quá bất ngờ. Vừa rồi hắn chú ý đến vẻ mặt của Phương Chính thì đã mơ hồ đoán ra kết quả kiểm tra này. Rốt cuộc vẫn là tư chất loại Giáp, quả là hy vọng của tộc ta. Vẫn là công lao đào tạo của tộc trưởng đại nhân. Các gia lão cùng tán thưởng. Trong một lúc, Phương Chính trở thành tiêu điểm nhìn chằm chằm của mọi người. Nửa năm trước, Cổ Nguyệt Bác giao cho hắn một con ngọc bì cổ, bảo hắn trở thành người đầu tiên tấn thăng nhị chuyển. Hắn đã làm được rồi. Tộc trưởng đại nhân, con không phụ lòng kỳ vọng của ngài, con đã làm được rồi. Từ nay về sau, con còn có thể làm được càng nhiều hơn, giành được càng nhiều sự thừa nhận của chư vị gia lão đại nhân, giành được càng nhiều sự công nhận của những người xung quanh. Ca ca, ngươi đã bị ta bỏ rơi ở phía sau, ngươi không bao giờ còn là bóng tối trong lòng ta nữa. Ta, Cổ Nguyệt Phương Chính, đã không còn là Cổ Nguyệt Phương Chính ngày trước nữa. Phương Chính phấn khởi kêu lên trong lòng, đôi mắt le lói hào quang rực rỡ. Mà loại hào quang này được gọi là tự tin. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 82, Khảo hạch cuối năm.
sau khi tuyết rơi xong thì tất nhiên là trời quang đãng. Sáng sớm thì đã tục tục có cổ sư đi vào học đường. Khảo hạch, cuối năm mỗi năm một lần lại đến rồi. Ha ha ha, nhớ lại chuyện lúc rời khỏi học đường mấy chục năm trước như còn đang rõ mồn một ngay trước mắt đây. Một nam cổ sư trung niên tóc dài màu xanh rũ xuống sau lưng đứng trước cửa học đường, cảm khái một câu. Thủ lĩnh, mau vào đi thôi, ngài cứ thích đa sầu đa cảm. Một nữ cổ sư trẻ tuổi đứng bên cạnh, đôi môi như máu, hai tay đút vào túi quần, trong miệng ngậm một cọng cỏ, con mắt khinh khỉnh. Ha ha ha, Dược Hồng, đừng có sốt ruột, sớm muộn gì cũng vào, cũng không cần gấp. Dù sao tộc trưởng cũng đã chiếu cố chúng ta rồi, thành viên mới của năm nay đã xác định từ lâu. Nam cổ sư tóc xanh cười nói, chính là tên Phương Chính thiên tài loại giáp đó. Nữ cổ sư tên là Cổ Nguyệt Dược Hồng má một tiếng, bất mãn nói, ý của tộc trưởng không phải là bảo tiểu tổ của chính ta làm bảo mẫu sao? Nhưng mà nhiệm vụ bảo mẫu này cũng không dễ hoàn thành đâu. Nam cổ sư tóc xanh thở dài một hơi, quên đi, đi vào trong rồi hãy nói tiếp. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều cổ sư đi vào cổng học đường rồi đứng lại ở diễn võ trường. Những cổ sư này, có nam có nữ, có những gương mặt trẻ tuổi, cũng có hán tử trung niên, thậm chí cũng không thiếu những người già. Sau khi cổ sư học hết một năm trong học đường thì sẽ ra ngoài, tạo thành tiểu tổ, hoàn thành nhiệm vụ mà gia tộc ban bố. Những cổ sư đi đến diễn võ trường này đều là đại diện của tiểu tổ đến đây quan sát biểu hiện của các học viên. Vừa ý thì nhận vào trong tiểu tổ của mình. Đối với các tiểu tổ mà nói, đây là việc tiếp nhận nguồn máu mới, mở rộng lớn mạnh. Đối với thành viên mới gia nhập vào tiểu tổ mà nói, dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo của thành viên cũ, bọn họ cũng có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh mới, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ gia tộc tốt hơn, đồng thời cũng có thể giảm, bớt thương vong. Mặt trời từ từ lên cao, các học viên lần lượt tiến vào sân. Hôm nay thật là nhiều người quá. Các thiếu niên cảm thán. Các ngươi nhìn kìa, là Thanh Thư Đại Nhân. Ngài ấy là đệ nhất trong nhị truyền ở Cổ Nguyệt Sơn trại chúng ta. Tính tình nổi danh là ôn hòa. Có người chỉ vào nam cổ sư tóc xanh mà kêu lên. Học trưởng Xích Sơn cũng đến. Bên cạnh là Mạc Nhan tiểu thư của Mạc gia. Thanh Thư, Xích Sơn, Mạc Nhan là ngôi sao sáng chói trong đám cổ sư. Các học viên đều biết rõ. Ôi, tiểu tổ của ba vị học trưởng ta lại không vào được. Ta chỉ có tư chất loại đinh. Bản mệnh cổ chỉ là một con ôn ti chu, sau này chỉ có thể làm hậu cần. Một thiếu niên than thở, lại hỏi người bạn bên cạnh, còn ngươi thì sao? Ta nhờ quan hệ nên đã liên hệ được rồi, là con nuôi của tỷ tỷ của đường ca của cứu cứu ta. Các học viên quan sát những cổ sư này thì đám người Thanh Thư, Xích Sơn, Mạc Nhan cũng đang đồng thời quan sát lại những học viên này. Ồ, lại có đến hai cổ nguyệt Phương Chính. Dược Hồng nhìn thấy Phương Nguyên và Phương Chính trong đám người thì không khỏi ngạc nhiên nói. Nam cổ sư tóc xanh Cổ Nguyệt Thanh Thư bất đắc dĩ thở dài. Ngươi không xem tư liệu ngày hôm qua ta đưa cho ngươi sao? Phương Chính có một ca ca song sinh, tướng mạo bọn họ giống hệt nhau. Nhưng mà ca ca của nó chỉ có tư chất loại bính. Không ngờ là như vậy. À, hình như ta có nghe nói qua, chính là Phương Nguyên làm thơ năm đó sao? Chúng ta phải cho hắn vào sao? Dược Hồng bỗng nhiên lấy tay vỗ vỗ trán, nghĩ đến đâu nói đến đó. Thanh Thư lại hơi lắc lắc đầu. Tộc trưởng có nhắc riêng, không được nhận hắn. Có vẻ như muốn ngài ấy quan sát cái gì đó. Hơn nữa, quan hệ của hai huynh đệ này cũng không hòa thuận. Cho dù chúng ta có ý đồ chiêu mộ thì phỏng chừng là Phương Nguyên cũng sẽ không gia nhập. Dược Hồng lại. Không cho là vậy. Bĩu môi nói. Trong tất cả các tiểu tổ, chúng ta được công nhận là số 1. Gia nhập chúng ta thì cũng có nghĩa là tiền đồ sáng ngời. Chỉ cần là học viên thì ắt sẽ động lòng. Làm sao hắn lại có thể không bằng lòng? Thanh Thư cười khẽ một tiếng. Đó là ngươi không biết rồi. Hay là ngươi xem thử tư liệu ta đưa cho ngươi trước rồi hãy nói. Lúc này, đám người tộc trưởng Cổ Nguyệt Bắc, gia lão đương quyền Cổ Nguyệt Xích Luyện và Cổ Nguyệt Mạc Trần nối đuôi nhau đi vào. Bọn họ đi đến trong lều, lần lượt ngồi xuống.
Năm nay không chỉ tộc trưởng đích thân đến mà còn có cả hai vị lão đại nhân Xích Luyện và Mạc Trần. Nhìn đến đây, bất kể là học viên hay là những cổ sư chính thức cũng đều hơi kích động. Trước đây cũng không thấy tình huống này xuất hiện bao giờ. Chuyện này cũng không có gì lạ. Cháu trai của Xích Luyện và Mạc Trần đều ở trong khóa này. Phương Chính là người nối nghiệp mà tộc trưởng bồi dưỡng, hạt giống hy vọng để chống lại Bạch Ngưng Băng trong tương lai. Tất nhiên là tộc trưởng phải quan sát thật kỹ. Đám người bàn tán xôn xao. Đệ phải biểu hiện cho tốt. Mạc Nhan nhìn Mạc Bắc trong đám người, trong lòng nói thầm. Tiểu tổ của nàng ta có nhân số nhiều nhất, quy mô lớn nhất. Các cổ sư xung quanh lại còn vây quanh thành một vòng, làm cho khí thế của nàng ta càng thêm lộ rõ. Mà đối thủ một mất một còn của nàng ta, Cổ Nguyệt Xích Sơn đến từ Xích gia, thì chỉ đứng một mình. Dáng người gã cao lớn dũng mãnh, cao hơn hẳn xung quanh một đoạn, tựa như một cái tháp đỏ đang đứng, dáng vẻ nổi bật giữa đám đông. Gã chỉ âm thầm quan sát Xích Thành một chút rồi rời ánh mắt. Sau khi tộc trưởng nói chuyện vắn tát một hồi, khảo hạch cuối năm liền bắt đầu. Trên ba lôi đài đồng thời tiến hành chiến đấu. Ngay lập tức, tiếng reo hò, hô hoán, tiếng nguyệt nhận bay ra, tiếng quyền cước va vào nhau, tiếng bàn tán của các cổ sư bên dưới lôi đài hòa trộn vào nhau. Tiêu chuẩn quyền cước khóa này đều khá cao nhỉ. Không lâu sau, Dược Hồng đã thấy sự khác biệt. Ha ha ha, tất cả đều nhờ vào Phương Nguyên đấy. Cổ Nguyệt Thanh Thư cười cười. Vậy là ý gì? Dược Hồng rất khó hiểu. Thanh Thư liền giải thích một lần. Dược Hồng nghe xong không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Tiểu tử Phương Nguyên này thật là to gan, còn hơi có cái kiểu coi trời bằng vung. Ha ha, ngay cả đệ đệ ruột mà hắn cũng bắt nạt, thật là thú vị. Nàng ta nhìn về phía Phương Nguyên và Phương Chính trong đám người, trong lòng không khỏi suy nghĩ, hai người này, rốt cuộc ai là ca ca, ai là đệ đệ. Trận tiếp theo, Cổ Nguyệt Kim Châu quyết đấu Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Trên một lôi đài, cổ sư chủ trì hô lớn. Cổ Nguyệt Mạc Bắc nhảy lên, Cổ Nguyệt Kim Châu thì vẻ mặt nặng nề, đi lên theo bậc thang. Hai bên thi lễ một cái, cũng không nhiều lời mà trực tiếp giao thủ. Trong phút chốc, Nguyệt Nhận màu xanh nhạt đã bay lượn trên không trung. Song phương không ngừng bắn Nguyệt Nhận, đồng thời không ngừng di chuyển và né tránh. Tuy Kim Châu là con gái nhưng kỹ năng cơ bản vẫn khá vững chắc. Không ngờ có thể đấu ngang sức với Mạc Bắc trong thời gian ngắn. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, thể lực của cô nàng dần dần kém đi, rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, nàng đổ mồ hôi nhễ nhại, không còn sức nữa, chỉ có thể chịu thua. Trái lại Mạc Bắc vẫn không đỏ mặt, không thở gấp như trước. Cổ trùng tăng cường sức chịu đựng sao, có thể chính là Hoàng Lạc Thiên Ngưu Cổ. Dưới lôi đài, Phương Nguyên quan sát, lập tức nhận ra hư thực của Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Phương Nguyên có 6 con cổ trùng trong tay nhưng đó là trường hợp đặc biệt trong tay những người cùng lứa. Thường thì mỗi người chỉ có 2 con cổ trùng. Không chỉ vì áp lực kinh tế khi nuôi dưỡng cổ trùng mà còn vì khi sử dụng cổ trùng cũng cần phải không ngừng luyện tập, tích, lũy kinh nghiệm, tham nhiều nuốt không trôi. Các học viên chỉ mới bước đầu tiếp xúc với cổ trùng, vừa bắt đầu tu hành cổ sư, 2 con cổ trùng thì đã đủ để bọn họ luyện tập. Chỉ có trường hợp đặc biệt như Phương Nguyên, có được kinh nghiệm kiếp trước phong phú nên dẫn đến hầu như con cổ trùng nào đến tay thì hắn cũng có thể nhanh chóng nắm giữ. Sử dụng đâu ra đấy? Khảo hạch vẫn đang tiếp tục. Khốn kiếp, nhảy nhót như con thò. Trên một lôi đài khác, một thiếu niên tức giận gào to lên. Cổ Nguyệt Xích Thành, ngươi có phải đàn ông hay không? Dám đến đây đánh tay không với tiểu gia ta không hả? Mẹ! Đồ ngu mới đến gần chơi đánh tay không với ngươi. Trên lôi đài, Cổ Nguyệt Xích Thành khinh thường cười. Hắn ỷ vào xích hoàn khúc khúc cổ mà nhảy tới nhảy lui, cơ thể vô cùng nhanh nhẹn. Còn đối thủ của hắn chỉ có một con hoa thỉ cổ, tuy rằng có thể tạm thời tăng vọt lên một chư lực nhưng lại là anh hùng không đất dụng võ. Xích Thành khôn lanh hoàn toàn không chơi cận chiến với cậu ta. Cuối cùng, ngực cậu ta trúng một cái nguyệt nhận của Xích Thành, mất máu quá nhiều nên bại trận. Các cổ sư trị liệu bên dưới lôi đài lập tức vây quanh trị liệu thương thế.
Theo thời gian trôi qua, rất nhiều học viên bị đào thải. Đồng thời, cũng có không ít thiếu niên bắt đầu thể hiện tài năng. Xích Thành, Phương Chính, Phương Nguyên, Phương Chính. Đến lúc giữa trưa, toàn bộ các học viên có tư chất loại đinh đều đã bị quét xuống dưới. Tư chất bọn họ có hạn, đều lựa chọn cổ trùng loại hậu cần. Những cổ trùng này làm vài việc như sản xuất, vận tải vân vân thì còn khá thích hợp. Nhưng dùng để chiến đấu thì thật sự là chúng trợ giúp cổ sư quá ít. Tiểu học muội, bản mệnh cổ của muội là một con sinh tức thảo sao? Tiểu tổ chúng ta đang cần một cổ sư trị liệu. Vị học trưởng này, đệ muốn tham gia tiểu tổ của các huynh. Bản mệnh cổ của đệ là Nguyệt Quang cổ. Thật xin lỗi, tiểu tổ của chúng ta tạm thời còn chưa thiếu cổ sư tấn công. Mỗi tiểu tổ đã sớm bắt đầu thu nhận người mới. Các học viên cũng đã chọn tiểu tổ. Thực ra chiến đấu trên lôi đài cũng không có gì hay ho. Đấu qua vài trận, trận đặc sắc không nhiều, còn trận nhạt nhẽo thì cả đống. Vì quá nhiều người chọn Nguyệt Quang cổ nên nói chung, khi hai bên chiến đấu với nhau trước hết sẽ bắn Nguyệt Nhận, rồi thường là chân nguyên của ai tiêu hao hết thì người đó thất bại. Nếu như chân nguyên hai bên đều không được thì so đấu công phu quyền cước. Tóm lại, luôn sẽ có một người rồi té xuống. Cho dù là học viên, cổ sư hay là vài gia lão thì đều xem một cách hời hợt. Có vài người còn sắp ngủ gật. Khi hoàng hôn buông xuống, ở lại trong sân chỉ còn vài vị học viên. Cuối cùng cũng sắp kết thúc. Một vài cổ sư thở hắt ra, gắng gượng lên tinh thần. Đúng lúc này, một cổ sư hô lớn. Trận kế tiếp, Phương Chính đối chiến cổ Nguyệt Mạc Trần. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 83, quét ngang cường địch, Phương Chính hiền lộ phong thái. Phương Chính và Mạc Bắc song song đi lên lôi đài. Phương Chính, đừng tưởng rằng ngươi có tu vi nhị truyền thì ta sẽ thua. Ngày hôm nay ta sẽ khiêu chiến vượt cấp. Mạc Bắc cắn răng, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lặng lẽ tự cổ vũ cho mình. Đối mặt với Phương Chính có tu vi nhị truyền, hắn quả thật cảm nhận được áp lực rất lớn. Đến đây đi, Phương Chính khẽ quát một tiếng, đột nhiên xông tới. Mạc Bắc giật mình, Phương Chính ra chiêu không giống như lệ thường. Thông thường đều là nói chuyện trước, chào hỏi sau đó mới tấn công. Lúc này hắn vừa ra tay đã lập tức xông đến, là muốn so đấu quyền cước sao? Hắn không sợ khi tỷ đấu quyền cước, bị Nguyệt Nhận của ta bắn bị thương sao? Mạc Bắc rất là nghi hoặc. Dĩ nhiên không phải hắn suy nghĩ cho Phương Chính, mà là hắn biết nếu như mình và Phương Chính chiến đấu cận thân, ở khoảng cách gần như vậy, hắn căn bản không né kịp Nguyệt Nhận do Phương Chính bắn ra. Mạc Bắc vội vàng lui về sau, cố gắng giữ khoảng cách, đồng thời lật cổ tay, cắt ra một cái Nguyệt Nhận. Phương Chính bình tĩnh, lộn người về phía trước, Nguyệt Nhận lướt qua, hắn tiếp tục xông lên. Đồng thời trong tay của hắn cũng xuất hiện một cái Nguyệt Nhận. Mạc Bắc nhìn ánh sáng ngưng tụ mà không phát trong tay Phương Chính, trong lòng không khỏi căng thẳng, liên tiếp lui về phía sau. Tuy rằng hắn khổ luyện quyền cước cơ sở, cũng từng rèn luyện Nguyệt Nhận, nhưng so với Phương Chính được tộc trưởng tự mình bồi dưỡng, hắn vẫn là kém hơn một chút. Mạc Bắc không thích ứng được với phương thức chiến đấu như vậy, lập tức rơi vào hạ phong. Ồ, bên kia khá thú vị. Trận chiến đấu trên lôi đài này hấp dẫn không ít người. Lại có thể tiếp cận gần như vậy, Phương Chính này đúng là lá gan không nhỏ. Hiện giờ Dược Hồng đã có thể nhận ra được Phương Nguyên và Phương Chính. Phương Nguyên biểu cảm lạnh lùng, tỏa ra một loại khí chất thành thục, âm u. Còn Phương Chính thì kiên nghị, toát ra vẻ tươi sáng ấm áp. Hẳn là do công lao tộc trưởng dạy dỗ, quyết đấu của học viên phổ thông, khoảng cách của hai bên thường là 10 thước. Vượt lên trên khoảng cách này, Nguyệt Nhận sẽ tiêu tán. Ít hơn khoảng cách này, khi Nguyệt Nhận bắn đến, học viên sẽ không kịp phản ứng. Ánh mắt cổ Nguyệt Thanh Thư sáng lên, cự ly chiến đấu của Phương Chính hiện tại cũng đã giảm xuống 6 thước. Né tránh Nguyệt Nhận cũng thành thạo. Xem ra không chỉ có tộc trưởng coi trọng Phương Chính mà chính hắn cũng rèn luyện cực khổ. Tiểu đệ, Mạc Nhan nhìn Mạc Bắc trên đài bị Phương Chính đẩy vào thế hạ phong, gương mặt lo âu.
nàng ta thật sự muốn đi lên hỗ trợ, đánh Phương Chính một trận, mà Xích Sơn, mặt không đổi sắc, chỉ nhìn và không nói gì cả. Phương Chính tiếp cận Mạc Bắc, sau khi rút, ngắn khoảng cách đến 6 thước, hắn không tiếp tục lại gần nữa mà dùng nguyệt quang cổ bắn ra. Mạc Bắc vội vàng ứng phó, tay chân luống cuống, nhiều lần suýt bị nguyệt nhận bắn trúng, cực kỳ nguy hiểm. Phương Chính thì trái lại, hắn đang rất phấn khích. Cho dù né tránh không được nhưng hắn còn có ngọc bì cổ làm lá bài tẩy. Chỉ cần hắn khởi động ánh sáng xanh ngọc là có thể chặn được nguyện nhận. Nhìn Mạc Bắc bị mình gây áp lực như vậy, trong đầu Phương Chính không khỏi hiện ra chuyện trước kia. Dưới ánh trăng, tộc trưởng ân cần dạy bảo, nắm tay hắn chỉ bảo từng động tác né tránh, dốc lòng truyền thụ tất cả kinh nghiệm của mình. Tộc trưởng đại nhân, con sẽ không để cho ngài thất vọng. Ánh mắt Phương Chính tỏa sáng, hắn càng đánh càng hăng. Phương Chính, người đã có tư chất tốt lại rất chăm chỉ, chịu khổ luyện. Có kết quả như vậy là do tự ngươi tích lũy từng giọt mồ hôi mà thành. Đây đều là kết quả do ngươi nỗ lực. Cứ tiếp tục như vậy, Phương Chính, chính là khí thế này. Đi đi, hãy tỏa ra ánh hào quang của ngươi đi. Trong lều, tộc trưởng hơi xúc động nhưng ngoài mặt ông ta vẫn chỉ ngồi tại chỗ, khóe miệng mỉm mỉm cười. Tuy rằng Mạc Bắc cố gắng giãy giụa, chống trả ngoan cường nhưng sau một khắc chung, trên người hắn đã tăng thêm vô số vết thương, máu tuôn ra nhuộm đỏ tấm áo. Thấy tình cảnh này, cổ sư chủ trì trận đấu bên dưới võ đài tuyên bố, trận này, cổ Nguyệt Phương Chính thắng. Ta còn chưa thua. Mạc Bắc bướng bỉnh kêu to, toàn thân hắn đẫm máu, lung là lung lay. Nhưng sau khi vùng vẫy vài lần thì hắn vẫn bị vài vị cổ sư bắt đi xuống dưới chữa thương. Chiến đấu với trình độ này đã là trình độ của một năm sau tốt nghiệp. Thiên tài loại giáp, thiên tài thì vẫn là thiên tài. Nghe nói được tộc trưởng đại nhân tự mình dạy bảo, có thể không lợi hại sao? Thấy kết quả như vậy, các cổ sư dưới lôi đài than thở từng hồi. Cổ Nguyệt Phương Chính thở phi phò, đi xuống lôi đài. Ba cổ sư cũng xông tới, trị liệu cho hắn, đồng thời cũng cung cấp miễn phí nguyên thạch để hắn nhanh chóng hồi phục chân nguyên. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Phương Chính khôi phục lại hoàn toàn, lần thứ hai leo lên lôi đài. Trận này, hắn sẽ đấu với cổ Nguyệt Xích Thành. Xích Thành nhìn Phương Chính, cười khan hai tiếng nói, tốt. Phương Chính, ngươi đã đánh bại tiểu tử Mạc Bắc, bây giờ ta đánh bại ngươi thì một công đôi việc. Hắn dường như vô cùng tự tin. Phương Chính mím môi, không nói một lời, tiếp tục xông tới. Long hoàn khúc khúc cổ. Xích Thành động ý niệm, trên hai chân chợt lóe lên màu đỏ cam. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, trong nháy mắt đã lui về sau 10 thước. Phương Chính vừa đến gần thì đã bị kéo giãn khoảng cách. Khà khà khà. Xích Thành cười đắc ý. Phương Chính, ngươi không có cổ trùng tăng tốc, chỉ dựa vào đôi chân này, ngươi không thể nào đuổi kịp ta. Lôi đài này tuy không lớn nhưng đủ để ta hoạt động. Chiến thuật của ngươi đối phó với Mạc Bắc thì được chứ đối với ta thì vô dụng. Là kiểu này sao? Phương Chính dứt khoát dừng bước. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Xích Thành. Gương mặt hắn hiện ra nét cười, hai mắt toát lên vẻ kiên nghị, lớn tiếng nói, mặc dù ngươi cứ né tránh như vậy cũng được nhưng mỗi lần sử dụng long hoàn khúc khúc cổ, ngươi sẽ tiêu hao chân nguyên nhất định. Ngươi cũng chỉ có chân nguyên thanh đồng của nhất truyền đỉnh phong, còn ta thì đã là chân nguyên xích thiết của nhị truyền, kéo dài hơn ngươi gấp 3 lần. Tư chất của ngươi lại không bằng ta, cuối cùng kẻ hết chân nguyên, thua cuộc chính là ngươi. Ngươi! Xích Thành không khỏi tái mặt. Hắn chỉ thấy được ưu điểm của mình nhưng không nhận ra nhược điểm. Hiện tại, hắn không thể không thừa nhận Phương Chính nói có lý, ý chí chiến đấu lập tức bị đánh tan. Cái gì? Phương Chính đã tiến cấp nhị truyền. Những cổ sư ở xung quanh ổ lên. Kết quả kiểm tra tu vi vừa mới có vào hôm qua, chỉ một số ít biết được, phần lớn mọi người vẫn chưa biết về việc này. Thiên tài loại giáp vẫn là thiên tài loại giáp, khá lắm. Phương Chính này có thể thực sự chính là ngôi sao hy vọng của tộc ta. Thiên tài Bạch Ngưng Băng của Bạch gia quá mạnh. Nếu như Phương Chính trưởng thành, có lẽ là có thể chống lại Bạch Ngưng Băng. Tiểu tử này cũng có lòng.
Ở học đường thì hắn đã tu luyện tới nhi truyền, lại có công phu cơ bản vững chắc như vậy. Trường hợp này rất ít. Khó trách tộc trưởng lại dốc nhiều tâm huyết như vậy. Dược Hùng thì thầm. Thanh Thư cũng cảm thán. Tộc trưởng bồi dưỡng chỉ là một phần, ngươi không nên xem thường tiểu tử này. Từ khi sống sót sau cuộc ám sát, hắn đã bắt đầu khắc khổ tu hành, vô cùng nỗ lực. Hắn là hạt mầm tốt, đã có thiên phú lại vô cùng kiên định. Nếu hắn thật có thể trưởng thành, ta đã cảm giác được trọng trách của ta ngày càng nặng rồi. Ha ha ha, tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác không nhịn được mà cười ra tiếng. Ông ta đã từng phân tích nhược điểm tính cách của Xích Thành cho Phương Chính. Hôm nay Phương Chính đã vận dụng trong thực chiến. Điều này làm cho Cổ Nguyệt Bác cảm thấy hết sức vui mừng. Xem ra Phương Chính chính là hạng nhất của khóa này rồi. Bên cạnh tộc trưởng, Cổ Nguyệt Mạc Trần nói. Cổ Nguyệt Xích luyện hư lạnh, nhìn chằm chằm vào võ đài. Đương nhiên ông ta muốn cháu mình thắng, cứ như thế này. Xích gia cũng mất mặt. Thế nhưng chuyện đời không như mong muốn. Trên lôi đài, ý chí chiến đấu của Xích Thành bị đánh tan. Sau khi chính thức giao thủ với Phương Chính, hắn không phát huy được thực lực vốn có, mắc nhiều sai lầm. Cuối cùng, Phương Chính nắm bắt được sơ suất của Xích Thành, đánh bay hắn xuống đài. Cổ Nguyệt Phương Chính thắng. Cổ sư chủ trì tuyên bố. Cổ Nguyệt Xích luyện tái xanh mặt. Bỗng chốc Phương Chính được vô vàn người chú ý, danh tiếng vang dội. Phương Chính liên tục đánh bại Mạc Bắc, Xích Thành, có dũng có mưu. Xem ra hạng nhất lần này phải là hắn rồi. Có người than thở. Có lý, ta cũng thấy hắn rất được. Đáng tiếc hắn không có khả năng gia nhập vào tổ chúng ta. Tiểu tổ chọn lựa học viên, học viên cũng chọn tiểu tổ. Những hạt giống ưu tú như Phương Chính đã sớm được quyết định nội bộ rồi. Phương Chính thuộc phe cánh của tộc trưởng. Mạc Bắc, Xích Thành lần lượt là người cầm quyền tương lai của họ Mạc, họ Xích. Xem ra sau này trong Cổ Nguyệt bộ tộc, phe của tộc trưởng sẽ áp đảo hai đại gia lão. Có người càng nghĩ sâu xa hơn. Hai người học viên khác trên lôi đài tiếp tục trận chiến đấu kế tiếp như trước. Phương Chính thì đã sớm rời khỏi lôi đài. Hắn nghe những lời bàn tán xung quanh mà sóng dâng cõi lòng. Hắn cảm nhận rõ được mình đang thay ra đổi thịt. Hắn đã khác rồi, không còn như trước đây nữa. Trong lòng hắn kích động khi được thừa nhận, phấn khởi vì được khen ngợi, thỏa mãn vì được khẳng định bản thân. Từng cơn gió đông thổi đến, cơn gió rét lạnh, nhưng hắn lại cảm nhận được sự ấm áp như xuân sang. Trận đấu cuối cùng, Cổ Nguyệt Phương Chính đối chiến Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Chỉ lát sau, một vị cổ sư chủ trì lôi đài lớn tiếng hô. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 84, Hung Ác Dẫm Đạp. Trận chiến cuối cùng, Cổ Nguyệt Phương Chính đối chiến Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Ôi chà, thật là thú vị nha. Không ngờ cuối cùng lại huynh đệ quyết đấu. Phương Chính, tộc trưởng xem đến đây, nụ cười trên khóe miệng đã vơi bớt một phần. Bóng ma lớn nhất trong lòng người chính là ca ca Phương Nguyên. Đánh bại hắn, người có chân nguyên xích thiết, hơn nữa còn có ngọc bì cổ, đủ cả công lẫn phòng, ưu thế rất lớn. Đánh nát bóng ma này sẽ mang đến cho ngươi một cuộc đời mới. Rốt cuộc cũng đã đến cuộc quyết đấu thắng bại sau cùng. Hai huynh đệ đứng trên cùng một lôi đài, xa xa nhìn vào nhau. Tả Dương như máu, ánh hoàng hôn như trải ra trên lôi đài một lớp thảm xa hoa. Hai gương mặt giống hệt nhau. Chiến ý của đệ đệ thì thiêu đốt, ánh mắt của ca ca thì sâu thẳm. Ca ca, Phương Chính nắm chặt hai nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên, giọng nói kiên định, ngươi nhận thua đi. Ta đã là nhị truyền, chân nguyên xích thiết đạt hơn 8 phần 10 có lẽ, mà chân nguyên thanh đồng của ngươi chỉ có 4 thành 4 mà thôi. Ngươi không có cơ hội đâu. Phương Nguyên nhàn nhạt nhìn đệ đệ này của mình, chân nguyên của ta mà ngươi lại biết thật rõ. Nhưng mà những lời vô ích này ngươi đừng nói nữa. Nếu như chỉ bằng vào chân nguyên nhiều ít mà có thể phán định thắng bại, vậy còn chiến đấu nữa làm gì? Phương Chính sửng sốt, chợt nhảy vọt lên. Ngọn lửa chiến đấu trong mắt hừng hực cháy lên. Trên thực tế, sâu trong đáy lòng hắn cũng không muốn Phương Nguyên chịu thua.
Nhưng dù sao Phương Nguyên cũng là ca ca của hắn, về tình về lý hắn đều nên nói một câu như vậy. Nếu không nói thì có vẻ hắn quá tuyệt tình rồi. Nếu ca ca ngươi khăng khăng như vậy thì ta cũng đành phải ra tay. Lời còn chưa dứt, Phương Chính đã xông về phía Phương Nguyên. Lại là chiêu này. Dưới lôi đài, Mạc Bắc nhìn tình cảnh này không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải ra sức luyện tập. Sau này phải trả lại Phương Chính gấp 10 lần nhục nhã ngày hôm nay. Phương Nguyên xong rồi, hắn cũng không có long hoàn khúc khúc cổ như ta. Xích Thành khoanh tay cười nhạt, có vẻ hà hê trên nỗi khổ người khác. Phương Chính lao đến, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách đến Phương Nguyên. Trong tay hắn sáng lên một quầng nguyệt quang. Vẻ mặt Phương Nguyên sắt đá, không chút đổi sắc. Hắn đứng yên bất động nhìn Phương Chính tiếp cận một cách nhanh chóng. Chỉ là trong bàn tay phải cũng từ từ dập dần ra nguyệt quang như là nước xanh. Đột nhiên, Phương Nguyên đạp mạnh một cái, liên tục nhảy lên vài bước. Hắn không lùi lại mà còn tiến lên, hung hãn xông thẳng về phía Chính. Này, Phương Chính không ngờ rằng Phương Nguyên tấn công, trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt, vội vã bắn ra một nguyệt nhận. Phương Nguyên điên cuồng lao đến, chợt xoay người một cái, nguyệt nhận bay sát qua vai hắn. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, không rít gào, không dữ tợn, thế nhưng trong sự trầm mặc lại toát lên một khí thế lạnh lùng, bất chấp tất cả. Phương Chính vô thức lui liên tiếp về phía sau. Khoảng cách cực hạn của hắn là 6 thước, nhưng bây giờ Phương Nguyên cách hắn còn chưa đầy 5 thước. Bây giờ chuyển thành hắn phải lùi bước để kéo dài khoảng cách. Vèo vèo vèo. Phương Chính vừa lùi về phía sau vừa liên tục lật tay phải. Nguyệt nhận liên tục bay ra ngoài, muốn ép Phương Nguyên lùi bước. Phương Nguyên bước từng bước liên hoàn, vô cùng chặt chẽ, cơ thể vô cùng linh hoạt. Mỗi lần đều chỉ chệch khỏi một ly mà né tránh Nguyệt nhận phóng đến. Phương Nguyên này càng ngày lớn gan. Dược Hồng kêu lên một tiếng. Trận chiến đấu như thế này quả thật là không màng đến sống chết. Thanh Thư cũng thất thanh, lại là một tên điên cuồng chiến. Mạc Nhan cắn răng, liếc nhìn Xích Sơn cách đó không xa. Xích Sơn vẫn không biểu lộ vẻ mặt gì như trước, chỉ là đôi mắt chớp lóe lên bất định. Tiếng ồn ào trong đám người ngừng lại, tất cả nhìn chăm chú vào trận chiến trên lôi đài. Nguyệt nhận bay sát qua bên cạnh Phương Nguyên. Trên mặt Phương Nguyên thỉnh thoảng lại bị phản chiếu lên một bóng sáng màu xanh. Biểu cảm lạnh lùng của hắn vẫn không có thay đổi nào. Trong mỗi lần mạo hiểm mà lại thong dong né tránh, thiên phú chiến đấu của hắn hoàn toàn hiện hiện ra. Tộc trưởng, các gia lão bên ngoài sân đều có vẻ mặt chăm chú. Xích Thành, Mạc Bắc thì há to miệng kinh ngạc nhìn Phương Nguyên không thể nào tưởng tượng nổi mà tránh thoát qua từng cái nguyệt nhận. Rốt cuộc thì làm sao hắn làm được? Trong lòng vô số học viên đều lượn lờ một dấu chấm hỏi thật to. Hừ, Phương Nguyên có 500 năm kinh nghiệm chiến đấu. Phương Chính được một cổ sư tứ chuyển dạy bảo một năm sao có thể sánh bằng. Trong mắt Phương Nguyên, Phương Chính nông cạn giống như một dòng suối trong. Cho dù dòng suối chảy đi thế nào, về hướng nào, chuyển ngoặt ở bất cứ một con dốc nào thì hắn cũng có thể vừa liếc nhìn qua là nhìn thấu đến đáy nước. Mỗi một lần công kích nguyệt nhận cũng không phải là bỗng nhiên xảy ra mà đều cần một quá trình. Phương Chính nhất định phải lật cổ tay, đây là dấu hiệu vô cùng rõ ràng. Trong mắt Phương Nguyên, mỗi một lần rung vai, mỗi lần lật cổ tay, mỗi lần dậm bước chân của Phương Chính đều mang đến cho hắn một lượng lớn thông tin. Mỗi một ý đồ công kích, lùi lại, né tránh của Phương Chính, Phương Nguyên đều có thể nhìn thấu trong phút chốc. Thậm chí ngay cả việc trong đầu Phương Chính đang nghĩ gì, hắn cũng có thể đoán ra đại khái. Lúc này trong đầu Phương Chính đã đầy hoang mang. Bóng tối mà Phương Nguyên che phủ trong lòng hắn hơn 10 năm qua mãnh liệt lan rộng ra thành màn đêm tối tăm, ném hắn vào vực sâu. Tâm trạng hốt hoảng khiến cho hắn không nhớ nổi đến Ngọc Bì Cổ. Thế xông lên mãnh liệt của Phương Nguyên làm cho hắn căng thẳng, làm cho hắn ngạt thở, làm cho hắn không thể suy nghĩ thứ gì khác nữa. Đây là chênh lệch về kinh nghiệm, đây là sự khác biệt thật sự bên trong. Trong quan niệm của Phương Nguyên, điều này còn quan trọng hơn Xuân Thu Thiền, là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hắn không dựa vào tộc trưởng, không dựa vào gia lão, không dựa vào thân nhân, không dựa vào bằng hữu, không dựa vào cổ trùng.
Từ trước đến giờ, hắn chỉ dựa vào chính mình. Trên thế giới này, cho tới bây giờ, chỉ có bản thân mới đáng tin nhất. Cái gì mà bạn bè, chiến hữu, chẳng qua là kẻ yếu che giấu sự vô năng, chỉ là cái cớ dùng để chờ mong người khác cứu vớt mà thôi. Cuối cùng, hắn đã tiếp cận đến Phương Chính. Phịch, Phương. Nguyên nện một quyền vào giữa bụng Phương Chính. Phương Chính lập tức cong lưng. Sức mạnh của nắm đấm này suýt chút nữa làm cho hắn nôn ra. Hắn vội vàng giơ hai tay bảo vệ đầu, cúi thấp người xuống, rút lui ra một bước dài. Trong lúc nguy cấp, hắn thể hiện ra kỹ năng cơ bản vững chắc của mình. Đi đâu rồi? Trong mắt trừng trừng, Phương Chính nhanh chóng chuyển động, nhìn xuyên qua khe hở giữa hai cánh tay, tìm kiếm bóng dáng của Phương Nguyên ở phía sau. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Phương Chính cũng cảm giác được bên hông bị đánh mạnh vào. Hắn lập tức mất trọng tâm, lập tức ngã quỵ xuống đất. Nhưng mà Phương Chính cũng chịu huấn luyện cực khổ, thuận theo thế này, hắn lộn nhào trên mặt đất, đồng thời bàn tay hướng về phía sau, bắn ra một cái nguyệt nhận. Động tác này chính là kinh nghiệm tác chiến tộc trưởng truyền thụ cho hắn. Nếu là nhân vật tầm thường thì e rằng khi theo sát phía sau Phương Chính đã phản ứng không kịp, bị nguyệt nhận này bắn trúng, cho dù không trúng thì nhất định cũng bị ép lùi bước. Nhưng Phương Nguyên là ai? Cho dù là cổ nguyệt bác so kinh nghiệm với hắn thì cũng không là gì nữa là. Phương Nguyên bước từng bước nhanh chóng nhưng cũng không truy kích trực tiếp mà là vòng một vòng để tiếp cận. Nguyệt nhận của Phương Chính không ngoài dự tính mà bắn vào không khí. Phương Chính lại cho rằng đã kéo ra được khoảng cách. Hắn đứng lên, đang muốn chuẩn bị đánh tiếp thì chợt nghe một tiếng vù vù. Đây là tiếng gió khi nắm đấm đến. Trong tình cảnh chớp nhoáng này, Phương Chính chỉ kịp nghĩ ra được điều này. Ngay sau đó, hắn đã bị nắm đấm của Phương Nguyên hung ác đấm vào lỗ tai. Phịch! Hắn lập tức cảm thấy hai mắt tối sầm. Cơn choáng váng mãnh liệt làm cho hắn mất thăng bằng, hoàn toàn ngã xuống đất. Hắn quỳ rạp trên mặt đất trong suốt hai hô hấp thì mới tỉnh táo lại. Sau khi tầm mắt từ từ rõ ràng, Phương Chính liền thấy hai chân của Phương Nguyên đang đứng trước mặt mình. Hắn lập tức hiểu ra tình cảnh của mình xấu xí biết bao nhiêu. Hắn quỳ rạp trên đất như một con chó, mà Phương Nguyên thì cao cao đứng đó, nhìn xuống hắn. Khốn kiếp! Phương Chính vô cùng phẫn nộ, muốn đứng lên. Trước mặt ánh nhìn chăm chú của bao người, Phương Nguyên giơ chân phải lên, hung ác đạp xuống. Dầm! Đầu Phương Chính bị Phương Nguyên ra sức đạp như một quả cầu bằng đá đập xuống lôi đài, phát ra âm thanh vang dội. Khốn kiếp! Phương Chính điên cuồng, muốn bỏ lên một lần nữa. Phương Nguyên lạnh lùng nhìn, lại đáp xuống một cước. Dầm! Đầu Phương Chính va mạnh vào trên lôi đài, da đầu dập bị toét ra, máu chảy không ngừng. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Phương Chính cắn nát răng, lửa giận trong lồng ngực gần như đốt cháy cả người hắn. Hắn lại ngẩng đầu lên một lần nữa, muốn đứng lên. Dầm! Phương Nguyên đạp xuống lần thứ ba, dẫm thẳng lên đầu của hắn, không hề trùng chân. Sức mạnh khổng lồ ép xuống, hung ác ép chặt gò má Phương Chính xuống lôi đài. Mặt của Phương Chính cũng biến dạng, hắn ra sức thở hỗn hển, không thể dãy giụa. Hắn cảm thấy giống như trên đầu mình đang đè nặng một tảng đá lớn. Mặc cho hắn dãy giụa thế nào, tảng đá này cũng không sứt mẻ chút nào. Đúng rồi, sao tại lại quên ta còn có Nguyệt Quang Cổ? Dưới tuyệt cảnh, Phương Chính chợt nghĩ ra, bỗng nhiên nhớ đến Nguyệt Quang Cổ. Ánh nguyệt quang trong bàn tay phải của hắn đột nhiên sáng bừng lên. Thế nhưng làm sao Phương Nguyên lại không phát hiện được? Soạt một tiếng vang nhỏ, Phương Nguyên bắn ra một nguyệt nhận vào ngay giữa bàn tay phải của Phương Chính. À! Phương Chính lập tức hét thảm thiết, cơn đau nhức lan ra làm cho cơ thể hắn run rẩy mãnh liệt như bị điện giật một cái. Bàn tay của hắn gần như bị Phương Nguyên bắn xuyên qua. Đầu khớp xương trắng bệch cũng lòi ra. Nguyệt quang cổ trong lòng bàn tay cũng gặp đả kích lớn, cận kề cái chết. Các bạn đang nghe truyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 85, nhiệt huyết và lãnh huyết. Xem ra hai huynh đệ bọn họ quả thật không được hòa thuận, Dược Hồng lẩm bẩm. Phương Nguyên này cũng quá tàn nhẫn,
lại có thế đối đãi như vậy với đệ đệ ruột. Rất nhiều người không vui nhíu mày. Phương Nguyên quá hung tàn, chấn lột nguyên thạch của chúng ta suốt một năm. Hiện giờ đệ đệ của hắn cũng bị thành như vậy. Các học viên nghiến răng nghiến lợi. Sự lạnh lùng tàn bạo của Phương Nguyên hôm nay kích thích mối thù chung trong lòng bọn họ. Phương Chính, đứng lên đi, đứng lên. Đả đảo Phương Nguyên. Không biết là học viên nào kêu lên một tiếng. Đả đảo Phương Nguyên, đả đảo Phương Nguyên. Trong nháy mắt, vô số thiếu niên bắt đầu hưởng ứng. Phương Nguyên này quả nhiên là một tên làm người ta căm ghét. Mạc Nhan hừ lạnh một tiếng, có hơi hả hê. Phương Chính, cố gắng lên, đứng lên đi. Đả đảo tên Phương Nguyên ma quỷ này. Phương Chính, đứng lên, chúng tôi tin cậu. Phương Chính, cố gắng lên, cố gắng lên. Quần chúng phấn chấn, từng câu reo hò truyền vào trong tai Phương Chính. Hà, 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 hà. Phương Chính thở hỗn hển, những tiếng reo hò vang vào trong lòng hắn, mang đến cho hắn một sức mạnh vô hình. Từng hình ảnh trong quá khứ lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Trên đường lớn, các tộc nhân chỉ trỏ. Đó chính là Phương Nguyên, thiên tài tương lai. Không thể khinh thường đâu. Phía sau hắn là ai? Há, hẳn là đệ đệ Phương Nguyên rồi, không biết tên gì nữa. Cứu phụ cứu mẫu cười. Phương Nguyên, hiện tại cả sơn trại đều đang bàn tán thơ từ mới nhất mà con sáng tác đó. Tốt lắm, cứu phụ cứu mẫu cảm thấy tự hào thay cho con. Phương Nguyên khoát tay, nét mặt bình thản, chỉ là ngẫu hứng sáng tác, cảm xúc bất chợt mà thôi. Cứu phụ cứu mẫu liên tục gật đầu, nói với Phương Chính, cố gắng học ca ca của con. Nếu như có một nửa ưu tú của ca ca con thì chúng ta cũng không phải lo lắng rồi. Dưới đêm trăng, trong đình viện tối đen, tộc trưởng Cổ Nguyệt Bắc nhìn Phương Chính, nhẹ nhàng nói, Phương Chính, muốn có tự tin thì ngươi phải tìm thấy chính mình, tin tưởng chính mình. Thế nhưng, tộc trưởng đại nhân, Cổ Nguyệt Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, bóng tối trong lòng ngươi, người khác khó mà giải trừ đi cho ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta mong chờ ngày đó, đêm trước khảo hạch cuối năm. Thẩm Thúy đứng dưới ánh đèn, đôi mắt đưa tình nhìn Phương Chính, công tử, em tin tưởng ngài nhất định có thể đạt được hạng nhất. Em vẫn luôn tin chắc vào điều này. Cố gắng lên. Buổi sáng khi chia tay, cứu phụ cứu mẫu đứng ở cửa đưa tiễn. Phương Chính, qua khảo hạch cuối năm thì con đã rời khỏi học đường. Có thể thấy con đã lớn, chúng ta đều vô cùng vui mừng. Đi đi, để cho tất cả mọi người nhìn sự xuất sắc của loại giáp. Còn có, dưới nắng chiều, trong góc phòng mở tối, một vị bạn học nữ thút tha thút thít, mỗi lần phụ cấp đều chỉ có 3 khối nguyên thạch, bị Phương Nguyên cướp đi 1 khối, ta cũng chỉ còn lại có 2 khối. Ta sắp không nuôi nổi nguyệt quang cổ này rồi. Phương Chính mềm lòng, đây là nguyên thạch của ta, cho ngươi mượn đó. Bạn học nữ nhận lấy nguyên thạch, đôi mắt rưng rưng, Phương Chính, ngươi thật sự là quá tốt. Xin ngươi nhất định phải đánh bại ca ca của ngươi, làm cho hắn không bao giờ có thể làm ác trong học đường nữa. Phương Chính trầm mặt, một đám bạn học chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Phương Chính, ngươi có tư chất loại giáp, ngươi nhất định có thể. Phương Nguyên rất đáng ghét, vẫn luôn ức hiếp chúng ta. Ngươi là hy vọng duy nhất của chúng ta. Phương Chính, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ theo ngươi. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Mọi người, Phương Chính nhìn trái phải xung quanh, nhìn đến từng đôi mắt tha thiết chờ đợi. Trong một lúc, hắn cảm động đến không nói nên lời. Mọi người vẫn đang mong đợi ta. Các bạn học, cứu phụ cứu mẫu, Thẩm Thúy và cả tộc trưởng đại nhân. Tất cả mọi người mong mỏi ta, nhìn theo ta, ủng hộ ta. Làm sao ta có thể thua được? Làm sao ta có thể ngã xuống ở nơi này? Làm sao có thể? Thịch, 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 thịch. Tiếng tim đập như trống đánh trong lồng ngực, đôi mắt Phương Chính vụt lóe sáng. Ta không thể ngã xuống ở nơi này. Ta phải đánh tan bóng tối, ta phải đứng lên. Hai nắm đấm của Phương Chính siết chặt lại. Vào giờ phút này, đau đớn đã rời khỏi hắn. Hắn cảm thấy dường như trong lồng ngực đang có một con hùng sư thức tỉnh từ trong cơn ngủ mê, bắt đầu há miệng gầm lên.
máu huyết nóng rực sôi trào trong cơ thể hắn. Đứng lên, đứng lên, phá tan bóng tối, phá tan hắc ám. À, Phương Chính há miệng gào thét, trên người hắn bắt đầu hiện ra ánh ngọc óng ánh màu xanh lục. Đó là cái gì? Đám người yên tĩnh lại, không ngờ lại là ngọc bì cổ. Không biết là ai kêu lên một tiếng ầm, các học viên bùng nổ, tiếng hò hét tận trời. Phương Chính, cố gắng lên. Phương Chính, chúng tôi ủng hộ cậu. Cuối cùng chỉ còn lại một khẩu hiệu, đứng lên, đứng lên. Mọi người, ta đã nghe thấy tiếng cổ vũ của mọi người. Phương Chính lấy nắm tay chống xuống đất, gần như cắt nát răng. Áp lực của Phương Nguyên dường như cũng không quá mạnh. Hắn chậm chậm từng bước mà kiên cường chống lên. Tiếng hò hét càng ngày càng lớn. Thực sự là nhiệt huyết sôi trào. Sắp đảo ngược tình thế rồi. Các cổ sư nghe tiếng reo hò, tiếng thét gào như vậy cũng lộ vẻ xúc động. Đúng vậy, Phương Chính, đúng là như vậy. Đứng lên nào, đứng lên, vứt bỏ quá khứ, dứt bỏ bóng tối. Một người đứng lên chính là một người hoàn toàn mới. Đôi mắt tộc trưởng tỏa sáng, trong lòng lặng lẽ cổ vũ Phương Chính. Lại có thể là ngọc bì cổ. Phương Nguyên rũ mi mắt. Hắn rút chân lại, nhìn Phương Chính từng bước đứng dậy. Ánh sáng của ngọc bì cổ chiếu vào gương mặt hắn thành một mảng xanh biếc. Phương Chính vẫn luôn giấu lá bài tẩy ngọc bì cổ này, không hề rêu rao ra ngoài, do đó người bên ngoài vẫn còn chưa biết. Phương Chính đứng lên rồi, tiếng hoan hô như dòng lũ cuốn trào, phá tan tất cả. Đứng lên rồi, ánh mắt tộc trưởng sáng ngời, ông ta không thể kiềm chế được mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vào giờ phút này, ông ta thấy được một thiên tài loại giáp mạnh mẽ vùng lên. Ông ta thấy được tương lai sáng ngời của bộ tộc cổ Nguyệt. Ta đã đứng lên, ca ca, ta phải đánh bại ngươi. Trong đôi mắt Phương Chính thiêu đốt ngọn lửa chiến đấu. Cả người hắn bao phủ trong ánh sáng xanh biếc óng ánh như thể đang khoác một lớp chiến giáp lộng lẫy bằng ngọc bích. Ối chà, phòng ngự này, cho dù là Nguyệt Nhận cũng không xuyên thủng được. Xem ra là Phương Chính thắng chắc rồi. Dược Hồng nhướng mày, huyết sáo một cái. Chính xác, cho dù Phương Nguyên có dùng Nguyệt Nhận được tăng cường bằng tiểu quang cổ đánh vào lớp phòng ngự này, cùng lắm thì cũng chỉ khiến cho chân nguyên trong cơ thể Phương Chính tiêu hao gấp đôi. Phương Nguyên hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Chính. Sau trận chiến này, Phương Chính sẽ quật khởi. Thanh Thư mỉm cười. Phương Chính lại có một con ngọc bì cổ, nhưng đến tận bây giờ hắn mới sử dụng nó. Xem ra lúc trước Phương Nguyên đột nhiên xông lên mãnh liệt đã khiến hắn tối tăm mặt mày. Nhưng bây giờ thắng lợi đã vẫy tay với hắn rồi. Mạc Nhan khoanh tay hờ hững nhìn, ánh mắt lóe lên bất định. Thời gian như thể dừng lại vào thời khắc này. Trên lôi đài, hai huynh đệ đứng đối mặt nhau. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy nhưng cũng lại là xa như vậy. Gương mặt Phương Chính kiên nghị, mà gương mặt Phương Nguyên lại vẫn lạnh lùng như trước. Đệ đệ. Hắn bình tĩnh nhìn Phương Chính, khóe miệng cười nhạt. Muốn đánh bại ta sao? Ngươi còn kém xa lắm. Hắn giơ nắm đấm tay phải lên thật cao, cánh tay cong ra như một cánh cung. Ca ca, ngươi thua chắc rồi. Phương Chính nhìn Phương Nguyên giơ nắm đấm lên, trong lòng có hơi buồn cười. Chỉ cần chân nguyên bản, thân ta sung túc thì cho dù là Nguyệt Nhận được tiểu quang cổ tăng cường thì cũng không thể đánh tan được lớp phòng ngự này. Huống chi là chỉ là nắm đấm của ngươi. Trừ khi ngươi sử dụng hoa thì cổ hoặc là ma lực thiên ngưu cổ làm cho sức lực của ngươi tăng mạnh. Nhưng mà cho dù là vậy, ngươi cũng cần phải có một con cổ trùng có tính phòng ngự. Phương Nguyên không nói gì, hắn dùng nắm đấm làm ra câu trả lời trực tiếp nhất. Ngay sau đó, nắm đấm rít gào trên không trung hung ác đấm vào gò má của Phương Chính. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Ánh sáng màu ngọc vỡ thành từng mảnh, như là những mảnh kính vỡ vụn văng ra trên không trung rồi biến mất trong phút chốc. Cái gì? Đột ngột gặp phải sự tấn công mãnh liệt như vậy. Phương Chính choáng váng, cái cổ thiếu chút nữa đã gãy, hắn loạng choạng lùi lại. Phương Nguyên đuổi sát, từng bước đi theo sau. Lần này thì giơ lên nắm tay trái, nghiêng duỗi người ra sau, sau đó đấm ra phía trước. Ầm. Một nửa gương mặt còn lại của Phương Chính cũng trúng đòn nặng, đầu ngửa mạnh ra sau, máu tươi và ánh sáng màu ngọc vỡ vụn lại cùng nhau văng ra. Hắn lùi nhanh lại ba bước,
hai tai ong ong nổ vang. Cảm giác choáng váng gấp 10 lần trước đó kéo đến. Sao? Lại như vậy? Trước mắt hắn tối sầm, ngửa đầu ngã ra. Ầm. Phương Chính ngã trên mặt đất. Ánh sáng xanh biếc trên người cũng tiêu tan. Lập tức bất tỉnh. Tiếng reo hò, tiếng hoan hô im bặt. Sự vui mừng, vẻ mặt hưng phấn của các học viên vẫn còn đọng lại trên gương mặt, nhất thời còn chưa kịp biến đổi. Cả diễn võ trường chìm trong tĩnh lặng. Hai nắm tay của Phương Nguyên cũng đã máu thịt lẫn lộn, thậm chí có thể thấy được xương ngón tay trắng bệch. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống, rơi vào trên lôi đài. Ù ù ù, một cơn gió đông lạnh lẽo thổi đến, khiến hết thảy giọt máu nóng đông lại. Ngọn tóc Phương Nguyên run lên nhẹ nhẹ trong gió. Hắn đứng thẳng ở trên lôi đài, như thể người trọng thương với cánh tay nửa tàn phế kia vốn không phải là hắn. Ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn bình tĩnh như trước, chậm chậm liếc nhìn xung quanh. Đám người im lặng. Trong lều, tộc trưởng vẫn còn đang đứng, trợn mắt há mồm mà nhìn chằm chằm hắn. Thật có lỗi, làm các ngươi thất vọng rồi, Phương Nguyên nhẹ nhàng nói. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 86: Hoài nghi và dò xét. Trên lôi đài, Phương Chính ngất xỉu trên mặt đất, không còn động tĩnh, mà Phương Nguyên thì đứng ở giữa lôi đài, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước. Sau yên lặng ngắn ngủi, toàn trường náo động. Sao có thể như vậy? Có người ôm đầu, vẻ mặt khó tin. Hai quyền đấm nát phòng ngự ngọc bì cổ. Đây, đây, đây. Có người nghẹn họng mà nhìn. Quá hung tàn. Ánh ngọc quang cũng bị hắn điên cuồng tàn phá. Hắn không cảm thấy đau sao? Những nữ cổ sư hít một hơi khí lạnh. Không dùng bất cứ cổ trùng mang tính phòng ngự nào. Trực tiếp dùng tay oanh kích. Đây đúng là hàng thật giá thật, tự mình hại mình. Cho dù là những nam cổ sư nhìn thấy hai tay trọng thương của Phương Nguyên cũng phải co giật khóe mắt, giật mình vì sự tàn nhẫn của hắn. Tàn nhẫn với người khác, dễ dàng. Tàn nhẫn với bản thân, khó khăn. Phương Nguyên dùng tay không đánh nát phòng ngự của Ngọc Bì Cổ. Hắn không chỉ tàn nhẫn với đệ đệ ruột thịt mà đối với bản thân mình, hắn còn tàn nhẫn hơn. Ta đi xem thử. Gia lão học đường không ngồi yên nữa. Bỏ lại câu này rồi tự mình nhảy lên lôi đài. Đầu tiên lão ngồi xổm xuống, kiểm tra Phương Chính đã hôn mê xong. Lão nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Phương Chính cũng không đáng ngại, chỉ là phần đầu trúng đòn nặng, rơi vào hôn mê. Khó có thể tưởng tượng nổi, có phòng ngự của Ngọc Bì Cổ mà lại bị người ta dùng tay không gây ra đòn đánh mạnh như vậy. Gia lão học đường âm thầm kinh hãi. Lão ngẩng đầu, chuyển rời ánh mắt về phía Phương Nguyên, trong mắt thoáng lóe lên ánh nhìn sắc bén. Phương Nguyên, ta đến trị liệu cho ngươi một chút. Gia lão học đường đứng lên, bước vài bước đã đi đến bên cạnh Phương Nguyên, trực tiếp nắm cẳng tay Phương Nguyên lên. Thương thế trên hai tay của Phương Nguyên rất nghiêm trọng. Máu thịt lẫn lộn không nói, ngay cả xương tay màu trắng cũng lòi ra. Vì tấn công quá mạnh, trên bề mặt xương ngón tay của hắn còn xuất hiện những vết rạn thấy gió. Đây phải là đau nhức đến mức nào, thế mà Phương Nguyên còn không nhíu mày lấy một cái. Cho dù là gia lão học đường nhìn thấy thương thế như vậy cũng phải phát run trong lòng. Giọng điệu của lão trở nên có phần phức tạp. Lão nói với Phương Nguyên, ngươi chịu đựng một lát, trị liệu sẽ rất ngứa, cũng vô cùng đau nhức. Nói rồi, năm ngón tay trên bàn tay phải của lão mở ra, tỏa ra một luồng nguyệt quang màu xanh nhạt. Nguyệt quang càng ngày càng sáng, chiếu đến tay phải gia lão học đường trở thành bán trong suốt. Thoạt nhìn qua toàn bộ tay phải của gia lão học đường dường như đã hóa thành một khối ngọc xanh thẳm. Mạch máu, đầu khớp xương bên trong cũng như bị hóa thành ngọc. Gia lão học đường nhẹ nhàng dùng tay phải bao trùm lên nắm tay bị thương của Phương Nguyên. Cảm giác giống như là một khối ngọc lạnh băng tiếp xúc vào trên vết thương máu thịt lẫn lộn. Phương Nguyên cảm thấy đau buốt nhưng hắn cắn răng, không hé môi tiếng nào. Bàn tay gia lão học đường tỏa ra ánh nguyệt quang dịu dàng, tẩm bổ vết thương của Phương Nguyên. Vết rạn trên xương ngón tay nhanh chóng khép lại, da thịt nứt toát cũng nhanh chóng sinh trưởng, hoàn toàn lành lại. Phương Nguyên lập tức cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, hắn cố nén mà thở hỗn hển từng cơn.
nét mặt gia lão học đường vẫn bình thản. Thừa dịp chữa thương cho Phương Nguyên, lão phân ra một luồng tinh thần dọc theo cánh tay của hắn đi vào dò xét không khiếu. Tại không khiếu, chân nguyên thanh đồng màu xanh sẫm dập dờn lên từng cơn sóng gợn. Một con tử trùng béo mập trắng bóng thỏa thích bơi trong nguyên hải. Bốn vách không khiếu lại là vách thủy tinh màu trắng nối liền một thể. Tu vi nhất truyền đỉnh phong của Phương Nguyên hiện ra một cách rõ rệt. Gia lão học đường không rút luồng tinh thần về mà càn quét toàn thân Phương Nguyên. Sau cùng, ở phần da trong lòng bàn tay phải của Phương Nguyên, lão phát hiện nguyệt quang cổ và tiểu quang cổ. Không có cổ trùng khác, lẽ nào Phương Nguyên thật sự chỉ bằng vào sức lực tự thân mà tay không đánh vỡ phòng ngự của ngọc bì cổ? Sức mạnh như vậy đã vượt qua hẳn phàm nhân thành niên. Hắn chẳng qua chỉ mới 15 tuổi, sao có thể có sức lực mạnh đến như vậy? Đôi mắt gia lão học đường lóe lên sự nghi ngờ. Gia lão đại nhân, cảm ơn trị liệu của ngài. Phương Nguyên rút tay ra khỏi bàn tay gia lão, lắc lắc thử. Tuy rằng vẫn còn hơi đau nhức nhưng vết thương đã khép lại. Nếu là trên địa cầu, với thương thế như vậy thì e rằng phải điều dưỡng 1-2 năm. Hơn nữa còn để lại di chứng nghiêm trọng. Đây chính là chỗ kỳ diệu của thế giới này. Hiện tại hai tay Phương Nguyên đã khỏi hẳn. Chỉ là lúc vận động hay nắm tay lại không có sức. Sau 7-8 ngày, di chứng mất sức nho nhỏ này cũng sẽ biến mất. Thế nhưng Phương Nguyên cũng không cảm kích gia lão học đường. Thương thế này của hắn những cổ sư trị liệu khác cũng có thể trị hết. Hắn biết rõ mục đích thực sự của gia lão học đường là nhân cơ hội kiểm tra không khiếu của mình. Phương Nguyên đã sớm dự đoán trước chuyện này. Bạch thỉ cổ và ngọc bì cổ đều đã được để ở trong hang động thứ hai. Về phần Xuân Thu Thiền, nó cao đến lục truyền. Một lòng muốn ẩn giấu thì cho dù là cổ Nguyệt Bác có tu vi tứ truyền tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể điều tra ra. Gia lão học đường không kiểm tra ra được gì, chân mày hơi nhíu lại. Tuy trong lòng vẫn còn rất nghi ngờ nhưng trước mặt nhiều người như vậy, lão cũng không tiện hỏi thẳng ra. Phương Nguyên, ngươi biểu hiện rất không tệ, cố gắng lên. Cuối cùng gia lão học đường vỗ vai Phương Nguyên, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Khảo hạch cuối 5 năm nay, Phương Nguyên giành được hạng nhất. Từ lúc gia lão học đường bước lên lôi đài, mọi người bên dưới vẫn đang im lặng nhìn. Lúc này, nghe thấy gia lão tuyên bố kết quả, tất cả lại bắt đầu náo động lên. Không ngờ sau cùng lại là Phương Nguyên cười đến phút cuối. Hắn chỉ là cái thứ loại bính, vậy mà chiến thắng Phương Chính Nhị chuyển có ngọc bì cổ. Hắn có gian lận hay không vậy? Chắc là không đâu. Vừa rồi gia lão học đường tự mình trị liệu và kiểm tra, ngài ấy cũng không phát hiện ra vấn đề. Phương Nguyên hẳn là không gian lận. Hai tay Phương Nguyên trọng thương, vậy cũng phải thôi. Thế nhưng một thiếu niên 15 tuổi, sức lực như vậy đã vượt xa người trưởng thành. Chẳng lẽ đây còn không đáng nghi sao? Có gì mà không thể hiểu nổi? Dù sao trên đời này cũng có một vài tên quái thai có thiên phú khác thường. Không phải là sức lực mạnh mẽ thì chính là sớm hiểu biết. Thực ra sức lực của Phương Nguyên còn chưa kinh khủng lắm đâu. Nghĩ đến người nào đó đi. Cổ sư đang nói nọ dùng mắt ám chỉ Xích Sơn đang đứng ngạo nghễ trong đám người. Có người lập tức bừng tỉnh, vậy cũng phải. Lúc Xích Sơn mới mấy tuổi đầu thì đã có sức lực mạnh hơn cả người trưởng thành. Lẽ nào Phương Nguyên cũng là quái thai như vậy? Không sai đâu. Lúc Phương Nguyên còn là con nít thì đã làm vài bài thơ từ, còn từng được đồn đại khắp cả sơn trại. Vốn ai cũng nghĩ rằng hắn là loại giáp, không ngờ chỉ là loại bính. Nhưng mà xem ra ông trời có dụng ý khác, về mặt sức lực đã bồi thường một chút cho hắn. Nhưng chung quy hắn vẫn là loại bính mà thôi. Nếu như hắn là loại ất thì có lẽ sẽ là một Xích Sơn khác rồi. Nhưng thực ra cũng không có gì tài ba. Tu hành cổ sư vẫn là phải chú trọng tư chất. Nếu có một con hắc thỉ cổ là có thể nuôi dưỡng ra sức mạnh còn hơn hắn ngay. Cho nên hắn cũng chẳng là gì, chỉ có thể phách lối một lúc thôi. Có người nhún vai, giọng điệu không thèm để tâm. Phương Nguyên đi xuống lôi đài, dựng tai nghe thấy hết tiếng bàn tán của mọi người, trong lòng thầm cười nhạt. Nguồn gốc của tử trùng, Phương Nguyên đã tạo ra một cái cớ hoàn hảo. Nhưng một khi ngọc bì cổ bại lộ, Phương Nguyên thực sự sẽ không giải thích được. Vì vậy hắn nhất định phải bí mật cất giấu nó.
không thể sử dụng trước mắt bao người. Về phần những cách nghĩ và giải thích của mọi người, đó chính là phương hướng dư luận mà Phương Nguyên muốn dẫn dắt. Nói cho cùng, cho dù là cao tầng của gia tộc vẫn nghi ngờ như trước thì cũng chỉ nghi ngờ đến chỗ dựa bí ẩn ở sau lưng hắn. Nửa năm trước ta bất chấp mạo hiểm, lợi dụng nanh lợn rừng để tạo dựng nên tầng ô dù bảo vệ thứ hai, bây giờ đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Đôi mắt Phương Nguyên sâu thẳm như đầm nước. Tộc trưởng Cổ Nguyệt không ngồi xuống, ông ta vẫn đứng đó, cau mày. Quả thật chuyện này đã phát triển ra ngoài dự tính của ông ta. Phương Nguyên giành được hạng nhất, ông ta cũng không quan tâm. Chẳng qua là hạng nhất của một khảo hạch cuối năm nho nhỏ mà thôi, ông ta hoàn toàn không để vào mắt. Ông ta lo là lo cho Cổ Nguyệt Phương chính. Không cần nghi ngờ, đả kích hôm nay thật sự là hơi quá nặng nề đối với Phương chính. Nếu như ngay từ đầu Phương chính đã bị Phương Nguyên đánh cho không còn sức chống cự nào mà thua thì cũng thôi. Nhưng cứ ngay vào lúc nó vô cùng hăng hái, hy vọng tăng cao thì lại bị hai cú đấm của Phương Nguyên hung ác đánh đến mức nằm úp sấp. Tổn thương tâm lý như vậy có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó. Dưới sự chỉ bảo và sắp xếp của ta, Phương chính dẫn đầu tấn thăng cao dài, tấn thăng đỉnh phong rồi tấn thăng nhị chuyển, không ngừng tích lũy thành công, bồi đắp tự tin. Thế nhưng, sau khi trải qua trận chiến này, có lẽ những tự tin này sẽ phải tan thành mây khói. Ôi thôi, một phen khổ tâm của ta biến thành bọt nước cả rồi. Cổ Nguyệt bác than thở trong lòng. Và một cách tự nhiên, ông ta cũng nảy sinh ra một chút phiền chán đối với Phương Nguyên. Nếu như Phương Nguyên thua ở trong tay Phương chính, mọi thứ sẽ rất tốt đẹp. Nhưng Phương Nguyên cứ vậy mà thắng, chuyện này đúng là có hơi khốn kiếp mà. Không chỉ tộc trưởng, ánh mắt những gia lão khác cũng vô cùng nặng nề và phức tạp. Phương Nguyên thế mà có sức lực mạnh như vậy, lẽ nào hắn cũng giống như Xích Sơn, là một tên quái thai sao? Lại nói, Phương Nguyên vốn là kỳ quái rồi, không đến 10 tuổi đã có thể làm thơ. Theo hắn không ngừng lớn lên, lực mạnh một chút cũng không là gì. Nhưng cũng có một khả năng, chính là do con người gây ra. Phía sau Phương Nguyên có một chỗ dựa bí ẩn, có lẽ chính là người này giật dây trợ giúp hắn. Chỗ dựa phía sau này của hắn rốt cuộc là ai đây? Trong lòng các gia lão đều là biển cuộn sông trào, thế nhưng trên mặt không nhìn ra thay đổi khác thường nào. Tộc trưởng Cổ Nguyệt bác chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi bỗng nhiên mỉm cười nói: Phương Nguyên, ngươi dùng tư chất loại bính đoạt được hạng nhất, đây là hành động đáng khen trước nay chưa từng có. Người trở thành hạng nhất sẽ có phần thưởng 100 khối nguyên thạch, đồng thời có quyền ưu tiên lựa chọn cổ trùng. Hiện tại ta lại muốn khen thưởng tại chỗ cho ngươi. Ngươi có thể tùy ý chọn một tiểu tổ để gia nhập. Bất kể là tổ nào, chỉ cần ngươi muốn, nói ra ngay tại đây là ngươi có thể gia nhập. Lời này vừa ra, các cổ sư nhị truyền và các học viên đều hâm mộ nhìn về phía Phương Nguyên. Giữa các tiểu tổ cũng có khác biệt, gia nhập vào. Trong tiểu tổ ưu tú thì có nghĩa là tiền đồ sáng lạn, khen thưởng này của Cổ Nguyệt Bắc thực sự rất hậu hĩnh. Mặc dù khen thưởng này là ta tạm thời làm chủ, thế nhưng ta tin chư vị gia lão đang ngồi đây cũng sẽ đồng ý. Ý cười trên mặt Cổ Nguyệt Bắc càng đậm, ông ta nhìn các gia lão bên cạnh một cái. Các gia lão, đứng đầu là Cổ Nguyệt Xích Luyện và Cổ Nguyệt Mạc Trần, ai nấy đều mang vẻ mặt thâm trầm. Nhiều nhất là có người nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản. Phương Nguyên giật mình. Phiền phức đến. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 87. Thái độ chính là mặt nạ của trái tim. Phương Nguyên đã nhận ra thâm ý phía sau hành động này. Đây là một lần dò xét nhỏ đến từ tộc trưởng. Hắn lướt nhìn quanh diễn võ trường. Ba tiểu tổ ưu tú nhất trong cả gia tộc đều ở đây, theo thứ tự là đại diện phe tộc trưởng, tổ Thanh Thư, đại diện Xích Gia, tổ Xích Sơn, đại diện Mạc Gia, tổ Mạc Nhàn. Nếu là học viên bình thường gia nhập bất kỳ tổ nào trong ba tổ này thì đều có nghĩa là có chỗ dựa lớn, tiền đồ sáng lạn. Thế nhưng, đối với Phương Nguyên lại hoàn toàn tương phản. Ở trong lòng cao tầng của gia tộc, hắn đã bị dán nhãn của một thế lực, mạo muội gia nhập ba tổ này thì phiền phức lớn.
Chẳng hạn như hắn gia nhập vào tổ Xích Sơn, Xích Gia tự nhiên hiểu mình không chiêu mộ Phương Nguyên. Ý nghĩ đầu tiên chính là Phương Nguyên rõ ràng là con cờ của người khác. Gia nhập tiểu tổ của mình là có ý đồ gì? Sau đó, ý nghĩ tiếp theo là thế lực thần bí chiêu mộ sớm Phương Nguyên này đã phá hỏng quy củ. Hiện tại Phương Nguyên gia nhập vào bên này của mình. Các gia lão này ắt sẽ cho rằng mình đã chiêu mộ sớm Phương Nguyên. Như vậy chẳng phải phía mình sẽ cống oan ức sao? Không được, phải chụp Phương Nguyên lại, theo dõi hắn, điều tra hắn, bắt được chứng cứ xác thực, bắt được cái chỗ dựa thần bí kia. Nhưng tình huống thật sự là Phương Nguyên không có chỗ dựa nào cả. Một khi ta gia nhập một trong ba tiểu tổ này, chẳng khác nào đắc tội một trong ba thế lực lớn nhất của gia tộc. Tuyệt đối không được. Vốn là ta muốn lặng lẽ gia nhập tổ của Giang Hạc, thế nhưng sau lưng tổ của Giang Hạc cũng có bóng dáng của gia lão Hình Đường. Bây giờ ở trước mắt bao người, ta mạo muội gia nhập thì cực kỳ không thích hợp. Phương Nguyên không khỏi do dự một lát. Ý cười trên mặt tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác càng rõ. Ông ta tiếp tục nói, Phương Nguyên, ngươi không chọn thì ta sẽ chỉ định cho ngươi. Các gia lão bên cạnh ông ta đều lặng lặng nhìn, vẻ mặt không thay đổi gì, như một đám tượng điêu khắc. Hừ, bắt đầu thúc ép ta sao? Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, lập tức đoán ra ẩn ý trong lời nói của Cổ Nguyệt Bác. Ông ta không nhét Phương Nguyên vào tổ Xích Sơn thì cũng là nhét vào tổ Mạc Nhàn. Cổ Nguyệt Bác tất nhiên biết rõ ông ta không chiêu mộ Phương Nguyên. Đối với ông ta mà nói, hành động này không những có thể xóa bỏ hiểm nghi của mình mà còn có thể suy yếu kẻ thù chính trị, làm bại lộ thế lực thần bí, có thể nói là một công ba việc. Một chiêu Hoạn Thủy Đông Dẫn nhìn có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực lại kín kẽ, thể hiện ra thủ đoạn chính trị thuần thục của Cổ Nguyệt Bác. Không được, tuyệt đối không thể để cho Cổ Nguyệt Bác chỉ định. Xem ra ta chỉ có thể lựa chọn một tổ tạp nham nào đó. Phương Nguyên đang muốn mở miệng thì đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ trong đám người, không bằng gia nhập tổ chúng ta đi. Tiểu tổ chúng ta đang cần một người tấn công đây. Là ai? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người liếc mắt nhìn theo tiếng nói. Người lên tiếng không cao không lùn, màu da vàng sẫm làm cho gương mặt y thoạt nhìn có vẻ như đang mang bệnh. Đôi mắt tam giác lóe lóe, sáng. Là tên bệnh xà Cổ Nguyệt Giác Tam à? Có người nói ra thân phận của y. Cổ Nguyệt Giác Tam chỉ là một tiểu tổ tạp nham, không có bất kỳ bối cảnh nào. Trong mắt tộc trưởng và các gia lão đều lộ vẻ thất vọng. Giác Tam. Đôi mắt Phương Nguyên thoáng qua một ánh nhìn tối tăm khó mà thấy được. Hắn và Cổ Nguyệt này hoàn toàn không quen không biết. Trong ký ức cũng không nhớ rõ nhân vật có cũng được không có cũng được này. Vì sao Giác Tam mở miệng chủ động mời mình gia nhập? Chẳng lẽ chỉ vì mình đoạt được hạng nhất khảo hạch sao? Làm sao có chuyện đó? Chỉ có ấu trĩ như Phương Chính mới có loại ý tưởng ngây thơ như vậy. Nhưng mà, nếu như Giác Tam tự mình mở miệng chủ động mời thì với tình hình bây giờ, đó không khác nào là một bước hóa giải. Cao tầng của gia tộc hẳn là rất thất vọng nhỉ? Ha ha! Phương Nguyên nghĩ đến đây, khóe miệng không khỏi mỉm mỉm cười. Mi mắt rũ xuống che đậy ánh sáng trong đáy mắt. Vậy ta gia nhập tổ của các huynh vậy? Phương Nguyên đáp ứng một tiếng, ngăn chặn Cổ Nguyệt Bác nói tiếp. Phương Nguyên này bị ngu hả? Không thèm gia nhập mấy tiểu tổ ưu tú lại đi gia nhập tiểu tổ của tên bệnh xà. Đầu hắn có bệnh à? Tính cách của tên Giác Tam này. Ha ha! Các cổ sư và học viên trong sân đều bàn tán. Ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên giống như đang nhìn một kẻ ngu si. Sắc mặt của tộc trưởng và các gia lão cũng không khỏi xa sầm. Dò xét hôm nay lại có thể bị một tên Cổ Nguyệt Giác Tam quấy rối. Không, hay là Giác Tam này cũng là một con cờ trong bàn không chừng. Mặc kệ thế nào, phải điều ra cho kỹ tên Cổ Nguyệt Giác Tam này. 3 ngày sau, tuyết đã rơi suốt cả một ngày. Lúc này đang dần dần thưa đi. Những bông tuyết trắng tinh theo gió bay lượn trên không trung. Trên dưới núi Thanh Mao bao phủ trong một lớp y sa màu trắng. Những cành cây trên núi trơ trọi, chỉ có cây tùng và trúc thanh mâu vẫn luôn xanh tươi là không thay đổi diện mạo vốn có. Thách thức sương tuyết mà đứng sừng sững. Một tổ 5 người chạy băng băng trên mặt tuyết. Người dẫn đầu có vóc dáng không cao không lùn, vẻ mặt khô vàng bệnh tật,
đích thị là Cổ Nguyệt Giác Tam. Y vừa chạy vừa liếc qua gò má, nhìn về phía Phương Nguyên vẫn luôn trầm lặng bên cạnh. Y mỉm cười ôn hòa, "Phương Nguyên, cậu không cần phải căng thẳng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu chấp hành nhiệm vụ gia tộc, thế nhưng nội dung nhiệm vụ khá đơn giản. Cậu vừa học vừa làm theo chúng ta là được." "Được." Phương Nguyên nhàn nhạt trả lời, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nét mặt trầm tĩnh. Đã là mùa đông rồi, chạy lướt nhanh trên mặt tuyết, gió đông buốt giá lại càng thêm lạnh lẽo. Mỗi một lần hô hấp giống như là ăn một miếng kem tươi, trong lồng ngực chỉ toàn là cảm giác lạnh cóng. Sắc mặt của Phương Nguyên vốn trắng nhợt nay được tuyết trắng hắt sáng lên lại càng có vẻ nhợt nhạt. Trong lúc chạy đi, những hạt tuyết nhỏ không ngừng rơi xuống trên mái tóc, trên vai, trên chân mày của hắn. Khác với trước kia là Phương Nguyên đã thay đổi một bộ quần áo khác. Đây là một bộ võ phục màu lam đậm. Nửa thân trên là áo dài tay, bên dưới là quần. Trên bắp chân có xà cạp là vật dùng quấn quanh bắp chân, bảo vệ khi luyện võ, vận động mạnh ghép bằng những mảnh trúc. Dưới chân đi giày trúc mũi nhọn, trên trán thắt một cái băng đội đầu màu lam nhạt. Vạt cuối tung bay trong không trung mỗi khi Phương Nguyên chạy lướt đi. Còn bên hông thì thắt một đai lưng bản rộng. Đai lưng có màu xanh sẫm, mặt ngoài khảm một miếng đồng, trên miếng đồng khắc một chữ nhất, vô cùng nổi bật. Đây là phục sức cổ sư, biểu thị thân phận cổ sư nhất truyền của Phương Nguyên. Các thiếu niên học tập một năm ở trong học đường, sau khi rời khỏi mới có tư cách để ăn mặc thế này. Bộ trang phục này có ý nghĩa phi phàm. Một khi mặc vào thì đại biểu cho việc vượt qua khỏi tầng lớp phàm nhân, thoát khỏi ti tiện, bước vào cao quý, ở vào thượng lưu trong xã hội loài người. Mặc dù cổ sư nhất truyền chỉ là tầng chót của cái thượng lưu này, thế nhưng từ nay về sau, bất luận phàm nhân nào nhìn thấy Phương Nguyên đều phải chủ động tránh lui, cung kính hành lễ. Ánh mắt Cổ Nguyệt Giác Tam không khỏi lóe lóe lên. Bộ trang phục này mặc trên người Phương Nguyên, kết hợp với biểu cảm thờ ơ của hắn, lập tức toát ra một khí chất lão luyện và lạnh lùng. Trong lúc chạy, y tiếp tục nói với Phương Nguyên, chúng ta chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài thường phải đi lại thần tốc. Chạy nhanh như này chỉ là trạng thái bình thường, Phương Nguyên cậu có quen không? Tạm tạm. Phương Nguyên tiếc chữ như vàng, dùng khóe mắt liếc nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Giác Tam này. Nụ cười ấm áp trên mặt Giác Tam không khỏi làm hắn nhớ đến thần thoại nhân tổ. Chuyện kể rằng, nhân tổ sử dụng hai con cổ quy củ, lấy được sức mạnh, mất đi trí tuệ, chỉ còn lại ba con cổ trùng. Một con là hoài nghi, một con là tin tưởng, một con là thái độ. Nhân tổ bắt được thái độ cổ. Thái độ cổ chiếu theo đánh cuộc mà hàng phục trên tay nhân tổ. Nó nói cho nhân tổ, con người à, ngươi bắt được ta, ta cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Từ nay về sau, ta sẽ cho ngươi sử dụng. Ngươi chỉ cần đeo ta lên là có thể phát huy tác dụng của ta. Ngoại hình của thái độ cổ giống như là một cái mặt nạ. Nhân tổ đeo thái độ cổ lên mặt, kết quả là không sao đeo lên được, cho dù là dùng sợi dây buộc chắc lại cũng rơi xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhân tổ rất buồn bực. Thái độ cổ liền cười, ta biết rồi. Con người à, thì ra ngươi không còn trái tim. Thái độ chính là mặt nạ của trái tim. Ngươi không có tim, làm sao có thể mang ta lên được đây? Lúc này nhân tổ mới chợt hiểu ra, hắn đã giao trái tim cho hy vọng từ lâu. Hắn đã vô tâm. Người vô tâm không thể đeo được mặt thái độ. Hay nói cách khác, với người hữu tâm, thái độ chính là một chiếc mặt nạ. Chỗ này dịch ra có phần không truyền tải được hết. Xin giải thích một chút nữa. Nhân tổ giao trái tim cho hy vọng cổ, cho nên nhân tổ trở thành người không còn trái tim, cũng là người vô tâm. Mà người có thể đeo thái độ cổ lên là người có trái tim, cũng là người hữu tâm. Từ này để chỉ những người mưu mô, lợi dụng, hãm hại người khác. Thái độ ôn hòa chỉ là một chiếc mặt nạ Cổ Nguyệt Giác Tam mang lên. Y thật sự đang giáp tâm cái gì đây? Phương Nguyên suy tính trong đầu. Kẻ gọi là bệnh xà Giác Tam đang quan sát Phương Nguyên, đồng thời Phương Nguyên cũng đã âm thầm quan sát y. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 88, ra oai phủ đầu, làm khó dễ và chèn ép.
trong vùng tuyết trắng, tiểu tổ 5 người chạy băng băng. Cổ Nguyệt Giác Tan nhìn bầu trời, thuận miệng nói, sắc trời đã không còn sớm. Nhiệm vụ chuyến này phải thu thập đất Hủ Nê đóng băng, tuy rằng đơn giản thế nhưng tốn nhiều thời gian. Chúng ta nhất định phải đẩy nhanh tốc độ. Tất cả mọi người theo sát ta, cố sức đừng để tụt lại phía sau. Phương Nguyên, nếu như cậu không chịu nổi nữa thì nói với chúng ta một tiếng, không sao đâu. Cậu là người mới, chúng ta sẽ chiếu cố cậu. Giải thích Hủ Nê nghĩa là mục nát, thối rữa. Hết giải thích. Nụ cười của Cổ Nguyệt Giác Tam vô cùng hiền lành. Phương Nguyên gật gật đầu, không nói gì. Ba thành viên khác thì thoáng trao đổi ánh mắt với nhau. Thực ra trời còn sớm, hành động này của Giác Tam không hề cần thiết. Thực ra thì y chỉ là muốn ra oai phủ đầu với Phương Nguyên thôi. Trong lòng ba người bọn họ biết rõ nhưng cũng không vạch trần chuyện này. Trên thực tế, loại chuyện ra oai phủ đầu này rất phổ biến. Người mới gia nhập vào tiểu tổ, các thành viên cũ hoặc ít hoặc nhiều sẽ làm vậy, tiêu diệt vẻ kiêu căng của người mới, để cho sau này dễ dàng ra mệnh lệnh và quản lý. Đi! Giác Tam quát khẽ một tiếng, bước chân vội vàng, dẫn đầu lao ra. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, hắn cũng cùng với ba người kia đẩy nhanh tốc độ, theo sát phía sau. Giày trúc mũi nhọn đạp trên tuyết động, liên tiếp để lại những dấu chân thật sâu. Vùng núi gập ghềnh vốn không dễ đi lại, nhất là sau khi bao phủ một lớp tuyết đọng, rất dễ trượt chân. Hơn nữa tuyết rơi xuống rồi nên khó đoán được, ai biết bên dưới lớp tuyết này là hòn đá sắc bén hay là vũng hố. Nếu như đạp trúng cạm bẫy thợ săn bố trí, vậy thì càng xui xẻo hơn. Sống trong thế giới này rất gian nan, chuyện chạy gấp rút như vậy nhìn như nhẹ nhàng nhưng trên thực tế, chuyện này có rất nhiều tri thức. Rất nhiều người mới vì vậy mà không ít lần ngã nhào. Chỉ có cổ sư trải qua rèn luyện lâu dài, ăn qua không ít đắng cay mà tích lũy thành kinh nghiệm mới có thể tránh né chướng ngại một cách hiệu quả. Gió đông rét buốt đập vào mặt, Phương Nguyên đi nhanh như tên bắn trong vùng tuyết trắng. Khi thì nhảy bước nhỏ, khi thì chạy cự ly dài, khi thì leo lên, khi thì bước chập chững, theo sát phía sau Giác Tam. Cả ngọn núi Thanh Mao bao phủ trong một lớp áo tuyết, rất nhiều cành khô trơ trọi, không còn một phiến lá. Thỉnh thoảng có sóc hoặc là nai rừng bị đám người này quấy nhiễu, nhanh chóng chạy tán loạn ra xa xa. Sau nửa giờ, Giác Tam bỗng nhiên dừng bước, đã đến nơi cần đến. Y quay đầu lại, nhìn về phía Phương Nguyên, khóe miệng mang nụ cười khen ngợi, không tệ. Phương Nguyên cậu không hổ là người đứng đầu năm nay. Lại có thể luôn luôn đi theo sau lưng ta, không hề tụt lại phía sau. Phương Nguyên cười cười, không nói gì. Loại ra oai phủ đầu này hắn đã sớm biết rõ. Trên thực tế, chuyện chạy cấp tốc trên vùng tuyết động đã biến thành một tiết mục truyền thống. Rất nhiều tiểu tổ đều sử dụng cách này để kiềm chế tính tình của người mới. Hai người đứng tại chỗ đợi một hồi, ba thành viên còn lại mới gian nan chạy đến. Hà, hà, hà. Bọn họ thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, hai người khom lưng chống tay. Một người còn lại thì giã rời ngồi thẳng xuống dưới tuyết. Giác Tam ra sức chừng ba người này một cái, quát khẽ, đứng thẳng lên hết cho ta. Các người có thấy mất mặt không? Nhìn xem Phương Nguyên người ta rồi nhìn tự nhìn lại mình. Hừ, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, tất cả quay về tự kiểm điểm. Ba người vội vàng đứng thẳng dậy, đầu cúi xuống, bị Giác Tam dạy dỗ đến không dám ngẩng đầu, cũng không dám phản bác tiếng nào. Chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn về phía Phương Nguyên đã xảy ra một chút thay đổi. Thật là kỳ lạ, sao tên Phương Nguyên này lại lão luyện như thế? Từ đầu đến cuối không thấy hắn té một lần nào. Ôi, sức lực của chúng ta cũng chỉ bình thường, làm sao có thể so sánh với quái thai này? Hừ! Không xem được trò hay gì, trái lại làm hại chúng ta thành vật hy sinh. Cái tên này, được rồi, xúc lại tinh thần cả đi. Giác Tam chỉ tay về phía trước. Sơn cốc nhỏ này chính là mục đích của chúng ta. Bên trong có một số lượng lớn đất Hủ Nê đóng băng có thể thu gom. Chúng ta tách ra thu gom, sau một giờ thì tập hợp ở đây. Không tỉnh, bây giờ phân phát công cụ. Giác Tam vừa dứt lời, một nam tổ viên tên là Cổ Nguyệt không tỉnh liền đứng dậy.
Bàn tay hắn đưa ra ngang người, một vệt sáng màu vàng bắn ra từ trong bụng hắn, phút chốc dừng lại ở giữa bàn tay hắn. Ánh sáng vàng biến mất, hình dạng hiện rõ là một con ếch lưng vàng. Con ếch vàng này mập mạp, cái bụng trắng như tuyết cực kỳ lớn, gồ hẳn lên, khiến cho cả người nó thoạt nhìn như một quả bóng tròn. Mắt, miệng cóc đều bị cái bụng này đội lên, tận đỉnh đầu, nén lại một chỗ. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, hắn lập tức nhận ra con cổ trùng này. Đây là cổ trùng nhị chuyển, đại đỗ oa. Giải thích con đại đỗ oa ở đây nghĩa là ếch bụng to. Hết giải thích. Sau đó, trên tay không tỉnh tuôn ra một ít chân nguyên xích thiết, bị đại đỗ oa hấp thu. Ộp! Đại đỗ oa kêu vang dội một tiếng, há mồm phun ra một cái xẻng bé tí. Cái xẻng bay trên không trung, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt rơi xuống đất thành một cái xẻng cao cỡ nửa người. Ộp ộp ộp! Nó liên tục kêu lên vài tiếng, mỗi lần phun ra một món công cụ. Cuối cùng, trên mặt tuyết trước mặt mọi người chất đống 5 cái xẻng, 5 cái hộp gỗ, mỗi hộp gỗ đều có móc thêm 2 dây đeo. Cổ sư nuôi cổ trùng, gánh nặng rất lớn, do đó số lượng cổ trùng có hạn. Ở giai đoạn khởi đầu, cổ sư rất khó mà một mình đối mặt với những hoàn cảnh phức tạp cùng với các loại phiền phức liên tiếp kéo nhau đến. Do đó, họ thường hành động theo hình thức tiểu tổ. Trong một tiểu tổ, có người trinh sát, có người tiến công, có người phòng thủ, có người trị liệu, còn có một người là làm hậu cần. Nam cổ sư không tỉnh vừa đứng ra này hiển nhiên chính là cổ sư hậu cần. Con đại đỗ oa mà hắn nắm giữ này chính là cổ trùng hậu cần điển hình. Trong bụng nó có không gian khác rộng rãi, có công dụng tồn trữ. Đương nhiên, mỗi một con cổ trùng đều có sở trường và khuyết điểm. Chỗ thiếu sót của đại đỗ oa đó là ngoại trừ không gian tồn trữ có hạn ra, mỗi lần phun ra đồ vật, nó đều phải ộp một tiếng. Điều này thật sự khó chịu. Nhất là lúc cổ sư ẩn núp trên chiến trường, xử lý không khéo thì sẽ vì vậy mà bại lộ vị trí của mình. Còn có, đại đỗ oa không thể tồn trữ cổ trùng, hơn nữa không miễn dịch độc tố, không thể cất giữ đồ vật có độc. Sau khi phân phát công cụ, trong tay mỗi người trong tiểu tổ đều có một cái xẻng và một cái hộp gỗ. Xuất phát, Rác Tam phất phất tay, dẫn đầu bước vào sơn cốc. Phương Nguyên cầm theo xẻng, vác hộp gỗ, chọn một hướng khác. Đến cùng thì vẫn là người mới, hăng hái nhỉ. Ha ha, đất hủ nê đóng băng há là dễ thu gom như vậy. Không phân biệt tỉ mỉ thì rất có thể thu gom đất đóng băng thông thường, tốn công vô ích. Trên thực tế, phân biệt cũng rất khó. Màu của đất hủ nê đóng băng và đất đóng băng bình thường chênh lệch không lớn. Nhất là ở dưới tuyết bao phủ, người mới thường chỉ có thể dựa vào vận may mới đào ra được. Ba người tổ viên nhìn bóng lưng Phương Nguyên rời đi trong lòng TH, âm thầm cười mỉa. Nhưng mà sau một giờ, khi nhìn thấy Phương Nguyên thắng lợi trở về, đựng đầy một hộp đất hủ nê đóng băng, bọn họ đều trợn tròn mắt. Cộng luôn cả Rác Tam, trong hộp gỗ của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ nửa hộp đất hủ nê đóng băng. Thấy hộp gỗ của Phương Nguyên bọn họ thậm chí xấu hổ khi mở thành quả của mình ra. Tất cả đều là đất hủ nê đóng băng. Một tổ viên tỉ mỉ kiểm tra thử, càng thêm giật mình. Phương Nguyên, sao ngươi thu gom được nhiều như vậy? Một vị nữ tổ viên không nén được nghi ngờ và hiếu kỳ trong lòng. Phương Nguyên hơi nhướng mày, ánh sáng phản xạ từ dưới nền tuyết chiếu vào trong đôi mắt hắn. Đôi mắt vừa lạnh nhạt vừa thông suốt. Hắn cười nhàn nhạt. Gia lão học đường từng nói, đất hủ nê đóng băng là một loại tài nguyên thường thấy mà sau khi băng tuyết đóng băng ao bùn mới có thể sinh ra. Nó trong đen có chút màu tím. Mùi quả thật rất thối. Chỉ là bị băng đông lạnh cho nên không ngửi thấy được. Nó là thức ăn của xú thí phi trùng, vô cùng phì nhiêu đồng. Thường được trộn với đất bùn, dùng để bón mả lúa mì, rau quả. Phía gia tộc thông báo nhiệm vụ này hẳn là chỉ dùng để bón phân cho Hoa Nguyệt Lan ở trong hang động ngầm dưới đất. Những lời này làm cho bốn người ngớ người ngay tại chỗ. Những lý thuyết này tất nhiên sẽ được truyền thụ ở học đường, thế nhưng muốn liên hệ giữa lý thuyết và thực tế cũng tương đối khó. Lẽ nào trước đây tên Phương Nguyên này đã từng tự tay thu gom đất hủ nê đóng băng?
Ba vị tổ viên không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt Giác Tam lóe lóe lên, y cười nói, Phương Nguyên, làm không tệ. Y khen ngợi đấy, chỉ là lúc này dáng vẻ tươi cười trên mặt trước giờ đã có hơi cứng đờ. Giác Tam quay đầu, tiếp tục nói với mọi người, như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta hẳn là đã hoàn thành. Mọi người giao xẻng và hộp gỗ giao cho Không Tỉnh đi, chúng ta trở về. Lúc trở lại sơn trại đã là buổi chiều. Năm người đi ra khỏi nội vụ đường, Giác Tam phân phát tất cả 6 khối nguyên thạch lấy được từ nhiệm vụ. Bản thân y được 2 khối, những người còn lại đều được 1 khối. Lấy được nguyên thạch dễ dàng như vậy, khóe miệng những tổ viên đều mang vẻ tươi cười. Phương Nguyên lặng lẽ nhận nguyên thạch, bình tĩnh không nói gì. Chỉ thầm nghĩ trong bụng, người mới gia nhập tiểu tổ, gia tộc sẽ gia tăng thù lao nhiệm vụ cho thích hợp. Xem như là phụ cấp giúp đỡ người mới. Thù lao nhiệm vụ thu gom đất hủ nê đóng băng này tối đa là 2 khối nguyên thạch, vì có ta nên mới tăng gấp đôi, theo lý hẳn là nên chiếu cố ta mới phải. Nếu như chạy tốc hành trong vùng tuyết phủ là ra oai phủ đầu, cố ý đơn độc thu gom thu thập là làm khó dễ. Còn cái kiểu phân phát nguyên thạch này chính là chèn ép. 1-2 khối nguyên thạch mà thôi, Phương Nguyên còn chưa để trong lòng. Hắn chỉ khó hiểu, mình và Cổ Nguyệt Giác Tam không quen không biết, vì sao y lại chèn ép hắn. Chẳng lẽ là Phương Nguyên bất chợt nghĩ ra một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 89, Một con bệnh xà quấn quanh chân. Năm người đứng bên cạnh đường cái. Cổ Nguyệt Giác Tam cười ôn hòa nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên lão đệ, biểu hiện của cậu thật là làm cho mấy người chúng ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem ra chúng ta mời cậu gia nhập đúng là đúng đắn. Cậu vừa mới ra khỏi học đường, có vài thứ không hiểu rõ, dưới đây ta sẽ giới thiệu cho cậu một chút. Đầu tiên là nhiệm vụ gia tộc, mỗi cổ sư mỗi tháng ít nhất phải hoàn thành 1 nhiệm vụ. Hoàn thành càng nhiều, hoàn thành càng tốt, đánh giá càng cao. Thứ hai, nhiệm vụ do nội vụ đường hoặc là ngoại sự đường phát ra, mỗi lần cổ sư chỉ có thể lựa chọn một cái, một khi tiếp nhận thì nhất định phải hoàn thành. Thứ ba, dưới tình huống đặc thù, cổ sư có thể lựa chọn bỏ qua nhiệm vụ này. Thế nhưng đánh giá sẽ vì vậy mà giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, cổ sư nhất truyền không có quyền bỏ qua, chỉ có cổ sư nhị truyền mới có tư cách này. Nhưng mà mỗi năm chỉ có thể bỏ qua 1 nhiệm vụ. Thứ tư, gia tộc đánh giá vô cùng quan trọng, liên quan đến tiền đồ trong gia tộc. Đánh giá càng cao, tiểu đồ càng rộng mở, càng rạng rỡ. Phương Nguyên nghe theo, gật gật đầu, những điều này hắn đã thuộc lòng từ lâu. Cổ Nguyệt Giác Tam này nói không sai, không lừa gạt nhưng có rất nhiều nội dung then chốt không nói ra luôn một thể. Được rồi, nhiệm vụ thu gom đất hủ nê đóng băng chúng ta vừa hoàn thành xong rồi. Tiếp theo, ta nhận một nhiệm vụ săn bắt nai rừng, tính nguy hiểm rất thấp, rất thích hợp cho Phương Nguyên cậu luyện tập đấy. Giác Tam lại nói với Phương Nguyên. Trong lòng Phương Nguyên cười lạnh, ngoài miệng thì nói, cảm ơn tổ trưởng chiếu cố. Cổ Nguyệt Không Tình lập tức tiếp lời. Phương Nguyên lão đệ, cậu phải cảm ơn tổ trưởng nhiều nhiều chút. Nhiệm vụ đơn giản tuy dễ hoàn thành nhưng thù lao rất thấp, tổ trưởng làm vậy cũng là để chiếu cậu đó. Hai nữ cổ sư khác cũng phụ họa theo, đúng đó, Phương Nguyên tiểu lão đệ, cảm ơn ngoài miệng không, bằng hành động thực tế đâu nhé. Không bằng đệ mời tổ trưởng ăn bữa cơm đi Phương Nguyên tiểu đệ. Cậu vừa mới ra khỏi học đường, chuyện ngoài xã hội đó mà, rất phức tạp. Các mối quan hệ xã hội cũng khá quan trọng. Cậu có gì không hiểu, cứ để lúc ăn cơm rồi hỏi mấy người chúng ta là được rồi. Cổ Nguyệt Giác Tam cười ha ha một tiếng, cố ý khoát tay nói, mấy người đừng làm khó Phương Nguyên nữa. Cậu ấy mới vừa ra khỏi học đường, nguyên thạch trong tay không có nhiều, rất túng thiếu đó. Sao vậy được? Không nói chuyện khác, chỉ riêng hạng nhất khảo hạch cuối năm thì đã có phần thưởng 100 khối nguyên thạch rồi chứ. Một vị nữ cổ sư cố ý kêu lên, sau đó lại làm ra vẻ hơi ghen tị, lại nói, thật là hâm mộ cậu à nha. 100 khối nguyên thạch cũng là một khoản tiền lớn đối với chúng ta rồi. Tổ trưởng, ngài đây là nhìn lầm Phương Nguyên lão đệ của chúng ta rồi.
Làm sao cậu ấy lại nhỏ mọn như vậy được? Phương Nguyên lão đệ, cậu nói có đúng không? Cổ Nguyệt không tỉnh cười lớn, tựa như đang rất tùy ý. Một nữ cổ sư khác thì đến gần Phương Nguyên, bộ dạng như rất thân thiết, nói, Phương Nguyên tiểu đệ, ta có lòng tốt nói cho cậu biết nhé. Mấy người chúng ta cậu có thể không nịnh bợ, nhưng mà tổ trưởng đại nhân, cậu nhất định phải nịnh bợ nha. Cậu biết không, đánh giá tổ viên của chúng ta có một phần là do tổ trưởng đánh giá. Ngài ấy nói ưu tú chính là ưu tú, nói kém chính là kém. Đúng, đúng. Đánh giá vô cùng quan trọng đối với cổ sư chúng ta. Đánh giá ưu tú thì sẽ được cao tầng gia tộc vừa ý. Lý lịch sau này mà nổi bật lên thì có thể rút ngắn rất nhiều năm phấn đấu. Không Tình lập tức phụ họa nói. Cả quá trình, Cổ Nguyệt Giác Tam đều cười híp mắt nhìn. Cuối cùng y khoát tay, nét mặt hiền hòa, nụ cười thân thiện. Này, mọi người đừng nói bậy bạ nữa. Ta viết đánh giá đều là khách quan công bằng, cũng sẽ không bị các người dễ dàng hối lộ. Nhưng mà, Phương Nguyên cậu yên tâm đi, cậu là người mới. Nếu gia nhập vào tổ của chúng ta, đánh giá của cậu, ta nhất định sẽ xét tình hình cụ thể mà sắp xếp cho. Nếu như là thiếu niên bình thường thì e rằng đã sớm bị những người này nói đến bị quay vòng vòng, âm thầm cảm động. Đúng là bắt nạt người mới không hiểu quy củ, ấu trĩ ngây thơ. Thế nhưng đôi mắt Phương Nguyên vẫn luôn lạnh nhạt bình tĩnh. Tổ trưởng tham gia vào đánh giá tổ viên, đây hoàn toàn là sự thật. Đó chính là thể chế gia tộc trao quyền lực cho bên dưới, trao cho vị trí tổ trưởng sự uy quyền để tổ trưởng thuận lợi quản lý mỗi tiểu tổ. Thế nhưng điều này tuyệt đối không nghiêm trọng giống như những người này nói. Trong đánh giá của gia tộc, bình luận của tổ trưởng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, còn phần lớn vẫn là chuyện của nội vụ đường. Mà nói cho cùng, cho dù đánh giá của tổ trưởng về tổ viên ảnh hưởng cực lớn thì sao đây? Phương Nguyên không thèm để trong lòng mấy cái đánh giá này chút nào. Hắn đã sớm hạ quyết tâm mau chóng nâng cao tu vi, đạt đến tam chuyển rồi rời khỏi nơi này. Hắn hoàn toàn không muốn phí thời gian trăm năm ở gia tộc này, bán mạng suốt đời cho gia tộc. Trong mắt các cổ sư tầm nhìn hạn hẹp ở nơi này, đánh giá là quan trọng nhất. Thế nhưng với Phương Nguyên, thứ gọi là đánh giá kia, đến cái rắm còn không bằng. Cho nên lời nói ẩn ý uy hiếp của những cổ sư này hoàn toàn không có tác dụng gì với Phương Nguyên. Lời của mọi người ta đã biết, ta còn có chút chuyện, đi trước. Phương Nguyên im lặng một lát rồi nói ra. Hả? Ngay lập tức, bốn cổ sư đều rất kinh ngạc. Đây là có ý gì? Những lời chúng ta vừa nói xong ngươi nghe không lọt lỗ tai sao? Một nữ cổ sư trợn mắt nhìn, trong lòng rít gào. Năng lực nghe hiểu của ngươi có thật là không có vấn đề gì không hả? Ngay lúc này Cổ Nguyệt Không Tỉnh thực sự muốn nắm cổ áo Phương Nguyên, vặn hỏi ngay trước mắt hắn. Khóe miệng Giác Tam không khỏi hơi co giật. Sự thờ ơ của Phương Nguyên làm cho việc bọn họ kẻ xứ người họa nãy giờ như một trò hề, làm cho mưu đồ mà bọn họ bày bố trở thành một trò cười. Nhìn bóng lưng Phương Nguyên xoay người rời đi, trong lòng y căm tức khỏi phải nói. Ơ này, Phương Nguyên, đừng đi gấp như vậy chứ, đừng nghe đám người này nói bậy. Giác Tam tự ép mình nuốt cục tức này xuống, đắp lên mặt vẻ tươi cười, y bước nhanh theo ngăn cản Phương Nguyên. Cậu muốn đi thuê phòng đúng không? Chúng ta đi cùng cậu đi. Ta cũng coi như là có vài chỗ quen biết, cũng khá hiểu rõ tình hình. Quả thực là muốn thuê phòng, túc xá học đường đã không ở được nữa. Không biết tổ trưởng có gì chỉ bảo. Phương Nguyên hơi nhướng mày, nét mặt bình thản. Ta biết vài căn phòng khá rẻ, hơn nữa vị trí cũng tốt. Lá Tam nhiệt tình cười, dẫn đường đi trước như thể đang hăng hái làm việc nghĩa. Gian phòng này của ta, tiền thuê 1 tháng 15 khối nguyên thạch, chắc giá. Hừ, 8 khối nguyên thạch mà muốn thuê phòng của ta, nằm mơ đi. Nhất định phải nộp tiền thế chấp, 1 tháng tiền cọc, 3 tháng tiền phòng. Chỗ khác cũng làm vậy thôi. Gian phòng này của ta có phong thủy rất tốt, buổi tối lại yên tĩnh. Quan trọng nhất là gần kề gia chủ các, mấy vị cũng biết khu đất này tốt thế nào. Giá cả cũng không mắc, mỗi tháng chỉ cần 25 khối nguyên thạch. Mãi cho đến khi sắc trời hôn ám, Phương Nguyên vẫn chưa quyết định thuê gian phòng nào. Phương Nguyên tiểu đệ, cậu cũng quá keo kiệt rồi.
Sơn trại rộng lớn thế này nhưng giá cả thị trường đều là cỡ này thôi. Nếu là ta thì ta sẽ thuê căn phòng gần gia chủ các, tầng 2 rất rộng rãi, phong cảnh cũng không tồi. Phương Nguyên tiểu đệ, cậu đừng tiết kiệm quá, chỉ 25 khối nguyên thạch mà thôi. Khen thưởng hạng nhất trong tay cậu, cũng đủ để cậu ở lại tròn 4 tháng. Hai nữ cổ sư không có ý tốt mà khuyên nhủ. Phương Nguyên lắc đầu, nguyên thạch trong tay ta cũng không nhiều, không thể lãng phí như thế. Vậy thì thuê ở tầng ngầm đi, chỗ đó cũng khá rẻ. Cổ Nguyệt không tình đề nghị, ánh mắt lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng, tâm tư của tên không tình này đúng là độc ác. Vùng núi này vốn ẩm thấp, bây giờ lại là mùa đông, ở trong phòng dưới lòng đất thì không khí không lưu thông, rất dễ bị nhiễm phong hàn. Cho dù là không nhiễm bệnh thì khi ở lâu các đốt ngón tay cũng có tật. Thấy Phương Nguyên không trả lời, Rác Tam mở miệng nói, thực ra nhà một tầng cũng không tệ, thuê cùng với những người khác, tiền thuê cũng sẽ rẻ hơn một chút. Phương Nguyên lắc đầu, ta muốn ở một mình, không thích thuê chung. Cổ Nguyệt không tình hừ một tiếng, không vui nói, này không muốn, kia không muốn. Không phải là ta muốn nói cậu, nhưng mà Phương Nguyên lão đệ, cậu cũng quá kén chọn, tầm mắt để quá cao, tiêu chuẩn cao quá, không thực tế đâu. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng không khỏi cười lạnh, cho dù là thật sự phù hợp tiêu chuẩn thì phàm là phòng ở các ngươi giới thiệu, ta tuyệt đối không chấp nhận. Hắn lá mặt lá trái lần này chẳng qua là để cẩn thận, muốn thấy rõ có cạm bẫy hay không mà thôi. Lúc này Phương Nguyên đang muốn tạm biệt những người này thì Thẩm Ma Ma xuất hiện. Phương Nguyên thiếu gia, tìm được ngài rồi. Túc xá học đường không thể ở lại nữa. Lão gia và thái thái đã chuẩn bị tiệc rượu, cố ý bảo ta đến đây mời ngài về nhà đây. Ở nhà tốt biết bao nhiêu, ngài hà tất phải đi thuê phòng ở ngoài. Bà ta khuyên nhủ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Phương Nguyên liên tục cười lạnh trong lòng. Thẩm Ma Ma này tìm đến thật là đúng lúc, thoáng chốc đã tìm được đến đây. Như vậy chắc chắn là có người mật báo. Việc này quả thật là không ngoài dự đoán của hắn. Kẻ chủ mưu sau màn chính là cứu phụ và cứu mẫu. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 90, chẳng qua là một chút gió sương mà thôi. Trong phòng khách, đèn đuốc sáng ngời, trên bàn cơm hình tròn, rượu đã nhạt, thức ăn đã lạnh, ánh nến đỏ tươi lay động, chiếu rọi cái bóng của cứu phụ cứu mẫu lên vách tường. Cái bóng của hai người nối liền làm một, đung đưa mờ ảo theo ánh nến. Thẩm Ma Ma đang quỳ trước mặt bọn họ. Cứu phụ phá vỡ yên lặng, không ngờ tên Phương Nguyên này đúng là đến chết mà vẫn muốn chống đối ta. Ai, vốn muốn khuyên nhủ, nắm chặt nó, làm cho nó ở lại trong nhà trước rồi sau đó sẽ tìm lý do trục xuất nó khỏi cửa. Không ngờ thằng nhãi con này lại không mắc lừa. Nó quyết tâm rồi, lại cứ cự tuyệt lời mời của ta ngay, không để lại một cơ hội thương lượng nào. Ngay cả ngưỡng cửa này của ta mà nó cũng không bước vào một bước. Cứu mẫu nghiến răng, thần sắc có phần lo sợ. Giờ thằng sói con không biết ơn nghĩa này đã 16 tuổi rồi. Nếu như nó đòi gia sản thì chúng ta không thể không đưa ra. Gia sản năm đó chúng ta lấy, món nào cũng được đăng ký rõ ràng ở nội vụ đường, không thể chối cãi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi lui xuống trước đi. Sau khi vẫy tay ra hiệu cho Thẩm Ma Ma lui, cứu phụ cười lạnh, bà cũng đừng lo lắng. Trong một năm này, ta đã sớm nghĩ ra mưu kế rồi. Đầu tiên, muốn ra ở riêng thì nhất định phải có được tu vi nhất chuyển trung giai. Điểm này Phương Nguyên đã đạt được từ lâu, hơn nữa còn là tu vi đỉnh phong, thậm chí còn giành được hạng nhất cuối năm. Thật sự là khiến cho người khác phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nhưng mà, muốn thành công phân chia gia sản cũng không dễ dàng như vậy. Tu vi nhất chuyển trung giai chẳng qua chỉ là một điều kiện tiên quyết mà thôi. Muốn chia gia sản, Phương Nguyên còn phải đi, xin phép. Nội vụ đường phê duyệt xuống rồi mới tuyên bố nhiệm vụ, khảo sát Phương Nguyên có tư cách hay không. Đây cũng là chính sách của gia tộc để phòng ngừa phân chia gia sản lung tung, dẫn đến lục đục bên trong, làm thực lực gia tộc giảm xuống. Cứu mẫu bừng tỉnh, nói như vậy,
Phương Nguyên phải hoàn thành nhiệm vụ này thì mới có thể lấy được di sản của cha mẹ hắn. Không sai. Cứu phụ cười nham hiểm nói. Thế nhưng nhiệm vụ của nội vụ đường đều nhằm vào tiểu tổ mà tuyên bố. Nhiệm vụ gia sản này cũng không ngoại lệ. Phương Nguyên muốn hoàn thành nó thì nhất định phải dựa vào năng lực của cả tiểu tổ. Chỉ dựa vào mình hắn thì không được. Gia tộc làm như vậy cũng là tìm mọi cách để chỉnh hợp tiểu tổ, thúc đẩy các tổ viên đoàn kết với nhau, gia tăng tính đoàn kết. Cứu mẫu cười ha ha, lão già, ông thật quá anh minh. Để cho Rác Tam nhận Phương Nguyên vào trong tổ, cứ như vậy, Phương Nguyên muốn hoàn thành nhiệm vụ gia sản thì cần phải có bọn họ. Thế nhưng Rác Tam là người của chúng ta. Một mình Phương Nguyên thì căn bản là không làm được nhiệm vụ này. Trong mắt Kiếu Phụ tràn đầy đắc ý, ông ta nói, hừ, cho dù không tuyển nó vào trong tổ thì ta cũng có biện pháp khác đối phó với nó. Đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả chuyện nó muốn xin phép phân gia, nhận nhiệm vụ gia sản cũng chưa chắc có thể. Màn đêm buông xuống, tuyết ngừng rơi. Phương Nguyên đi trên đường phố, nhà trúc hai bên đều bị bao phủ bởi một lớp sương tuyết màu trắng. Bước chân đạp trên mặt tuyết làm phát ra những tiếng vang khe khẽ. Không khí trong trẻo lành lạnh hít vào cơ thể làm cho đầu óc Phương Nguyên vô cùng tỉnh táo. Sau khi từ chối Thầm Ma Ma, Phương Nguyên không để ý đám người Giác Tam níu kéo mà từ biệt mọi người, hành động một mình. Thì ra là thế. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, cứu phụ cứu mẫu là muốn cản trở ta, làm ta chậm trễ, khiến cho ta đánh mất cơ hội đoạt lại di sản. Sang năm ta sẽ 16 tuổi, có tư cách ở riêng. Cha mẹ đã chết, đệ đệ đã nhận cha mẹ mới. Chỉ cần ta thành công thì tất cả di sản đều là của ta. Nhưng mà muốn lấy lại di sản này, quá trình chia ra làm hai bước. Mỗi một bước đều có rất nhiều thử thách. Bước đầu tiên, điều kiện tiên quyết là bản thân ta phải không có nhiệm vụ, rồi đến nội vụ đường xin phép. Bước thứ hai là hoàn thành nhiệm vụ gia sản mà nội vụ đường tuyên bố. Như vậy mới có tư cách giành được gia sản. Giác Tam và cứu phụ cứu mẫu cùng một ruột, không nói đến bước thứ hai. Chỉ riêng bước đầu tiên mà bọn họ đã muốn cản trở ta. Gia tộc quy định, cổ sư chỉ có thể hoàn thành một nhiệm vụ mỗi lần. Đây là phòng ngừa cổ sư nhận nhiệm vụ bừa bãi, tạo thành cạnh tranh không lành mạnh trong gia tộc. Giác Tam liên tục tiếp nhận nhiệm vụ. Mới vừa hoàn thành nhiệm vụ thu gom đất hủ nê đóng băng thì đã nhận nhiệm vụ mới là bắt hươu rừng ngay lập tức. Nhiệm vụ của gia tộc đều nhằm vào cả tiểu tổ mà ban bố. Nói cách khác, dựa theo quy định trong tộc, Phương Nguyên nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bắt hươu rừng này thì mới có quyền xin ra ở riêng. Nhưng đến lúc đó, tin rằng Giác Tam nhất định sẽ lại nhận nhiệm vụ nữa. Y là tổ trưởng, về mặt giao nhận nhiệm vụ, y vẫn là nhanh hơn ta một bước. Ta kém một bước, muốn xin phép nhiệm vụ phân ra nhưng mà y cứ cản trở trước mặt ta. Nghĩ đến đây, trong mắt Phương Nguyên lóe lên tia lạnh lẽo. Những âm mưu quỷ kế này thật là phiền phức, giống như là một sợi dây thừng vô hình cột chặt bước tiến của Phương Nguyên. Nhưng mà Phương Nguyên cũng không hối hận khi tiến vào tổ này. Cục diện ở diễn võ trường lúc đó làm cho hắn rơi vào tình thế khó cả đuôi đường. Lời mời của Giác Tam ngược lại đã giải vây cho Phương Nguyên. Nếu không tiến vào tổ này, tin chắc rằng cứu phụ cứu mẫu cũng có thủ đoạn khác, khó mà đề phòng hơn. Hiện tại hắn ở trong tổ này, trái lại là càng thấy rõ sắp xếp của bọn họ, như vậy có thể thong dong phản kích. Muốn giải quyết phiền phức này cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất, chính là diệt trừ Rác Tam, ám sát cứu phụ cứu mẫu. Vậy thì không còn ai tranh gia sản với ta nữa. Nhưng mà biện pháp này quá nguy hiểm. Bọn họ đều là cổ sư nhị truyền, tu vi nhất truyền của ta vẫn còn có hơi thấp. Hơn nữa, cho dù là giết bọn họ thì cũng không có cách nào giải quyết tốt hậu quả. Trừ phi có một cơ hội tuyệt hảo, ta có thể thừa cơ mà làm. Nhưng mà cơ hội như thế thường chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Phương Nguyên có thể giết chết Gia Nô Cao Oản, có thể xử tử cả nhà Vương Lão Hán là vì bọn họ đều là phàm nhân, là nô bộc, tính mạng ti tiện như cỏ rác. Giết chết bọn họ thì chỉ tương đương với giết chết một con chó, bẻ gãy một cọng cỏ, không có gì đáng kể. Nhưng mà muốn ám sát cổ sư, vậy thì rất phiền phức. Cổ sư đều có họ Cổ Nguyệt, đều là tộc nhân.
Mặc kệ là ai chết thì đều sẽ dẫn đến hình đường của gia tộc điều tra cặn kẽ. Phương Nguyên thử ước chừng thực lực của mình. Bây giờ giết người thì rất nguy hiểm. Nói không chừng còn bị giết ngược lại. Cho dù là giết được thì cuộc điều tra của hình đường lại là một phiền toái càng lớn hơn. Hành động sau này của bản thân bị giám sát không nói, nhưng không chừng còn có thể bị điều tra ra di tàng của Hoa Tửu hành giả. Vì để diệt trừ một phiền toái nhỏ mà dẫn đến một phiền toái lớn gấp trăm lần, việc này thật không phải là việc mà người thông minh nên làm. Hừ, đến rồi. Phương Nguyên nói khẽ, dừng lại trước một trúc lâu cũ nát. Tòa trúc lâu này đã lụp sụp tả tơi, giống như là một cụ già gần đất xa trời khom người, kéo dài hơi tàn trong gió đông lạnh lẽo. Nhìn tòa trúc lâu này, nét mặt Phương Nguyên không khỏi hiện ra vẻ hoài niệm. Đây chính là phòng thuê của hắn ở kiếp trước. Khi đó, hắn bị cứu phụ cứu mẫu trục xuất ra khỏi nhà, nguyên thạch trong tay không đến 15 khối. Sau khi ngủ ở đường cái mấy ngày, hắn tìm được nơi này. Phòng nơi này rất cũ nát, do đó tiền thuê thấp hơn nhiều so với chỗ khác. Hơn nữa chỗ khác đều là thanh toán theo tháng, theo quý, chỉ riêng nơi này là thanh toán theo ngày. Ta không biết cứu phụ cứu mẫu có gài bẫy ở những chỗ khác hay không. Nhưng trí nhớ của kiếp trước nói cho ta biết, ít nhất ở đây không có. Phương Nguyên kéo cánh cửa. Nửa giờ sau, hắn thỏa thuận mướn phòng xong, được chủ nhà dẫn đến một gian phòng trên lầu 2. Sàn nhà cũ kỹ, chân bước đi làm phát ra âm thanh phải khiến người ta lo lắng. Đồ đạc trong phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một tấm chăn bông. Trên chăn bông có rất nhiều miếng vá, còn có lỗ thủng rách, ruột bông ố vàng bên trong lòi ra. Đầu giường có một cây đèn dầu. Sau khi thắp đèn, chủ nhà rời đi. Phương Nguyên cũng không ngủ mà ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu hành. Tại Nguyên Hải trong không khiếu, sóng lên sóng xuống, ba đảo sinh diệt, mỗi một giọt nước đều xanh sẫm. Bốn vách không khiếu đều là lớp màng thủy tinh màu trắng kiên cố, trạng thái nửa trong suốt. Chính là hiện tượng của nhất truyền đỉnh phong. Đột nhiên, Nguyên Hải Thanh Đồng bắt đầu cuộn dâng sóng lớn, giống như là một bầy dã thú đột nhiên nổi điên, như thể đang tự sát mà lao đầu tấn công vào vách khiếu. Rầm rầm rầm, sóng lớn cuộn trào, mạnh mẽ đập vào vách khiếu, bọt sóng bắn tung tóe vỡ thành những hạt óng ánh màu xanh lục, sau đó hoàn toàn tan biến. Chỉ trong thời gian chốc, mặt biển chân nguyên 4 thành 4 nhanh chóng hạ thấp, phần lớn chân nguyên tiêu hao nhanh chóng. Trên màng thủy, tinh dày dặn kiên cố cũng xuất hiện những vết dạn nứt, nhưng chỉ là vết dạn, còn xa lắm mới đủ. Phương Nguyên muốn đột phá phá truyền đỉnh phong, tấn thăng đến nhị truyền thì nhất định phải làm sụp đổ hoàn toàn lớp màng thủy tinh này. Phá rồi lại lập, chân nguyên màu xanh thấm không ngự tình trùng kích vào lớp màng thủy tinh, vết nứt trên đó cũng càng ngày càng nhiều, dần dần nối liền thành một màng. Có chỗ vết dạn trở nên sâu hơn, tạo thành vết nứt ra rõ ràng. Thế nhưng, khi nguyên hải tiêu hao hết, không đủ chân chuyên để tiếp tục trùng kích, những vết nứt trên lớp màng thủy tinh này lại bắt đầu khép lại, vết nứt dần biến mất. Phương Nguyên cũng không bất ngờ, chỉ thu hồi tinh thần, mở hai mắt ra. Ngọn đèn đã tắt, dầu thắp cũng không nhiều. Trong phòng hoàn toàn tối đen, chỉ có ở khe cửa sổ bên kia, một ít ánh sáng yếu ớt lọt vào trong. Trong phòng không có lò lửa, cũng không hề ấm áp. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, đã lâu không hoạt động. Hắn cảm nhận được trên người đang lạnh dần. Đôi tròng mắt đen của hắn hòa làm một thể với bóng tối. Thực ra, muốn đột phá vòng vây của Rác Tam thì ta còn có một việc đơn giản hơn, an toàn hơn giết người. Đó chính là thăng cấp nhị truyền. Cổ sư nhất truyền không có quyền lợi bỏ qua nhiệm vụ. Nhưng cổ sư nhị truyền lại có mỗi năm một lần. Nếu ta tấn thăng nhị truyền, trực tiếp bỏ qua nhiệm vụ trên người thì có thể xin phân ra. Thế nhưng đột phá nhị truyền cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên thầm thở dài. Hắn bước xuống giường, chậm chậm đi qua đi lại trong gian phòng nhỏ hẹp. Từ sơ giai tấn thăng trung giai, từ trung giai tấn thăng cao giai, đây là tấn thăng cảnh giới nhỏ. Từ nhất truyền đỉnh phong tấn thăng nhị truyền, đây là đột phá cảnh giới lớn. Giữa hai cái, độ khó không thể so sánh với nhau. Đơn giản mà nói,
muốn phá vỡ màng thủy tinh thì cần phải có sức bộc phát, tạo thành sức mạnh đủ để đánh vỡ màng thủy tinh trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà Phương Nguyên chỉ có tư chất loại bính, lượng chân nguyên trong nguyên hải chỉ có 4:4. Nếu như bạo phát toàn lực, trùng kích màng thủy tinh thì chỉ sau một lát, chân nguyên đã tiêu hao gần như không còn. Giống như mới vừa rồi, sau khi chân nguyên tiêu hao sạch, không thể tiếp tục trùng kích nữa. Màng thủy tinh có năng lực tự khôi phục, không được bao lâu là có thể lành hẳn. Nỗ lực Phương Nguyên làm ra trước đó đều trở nên vô dụng. Muốn phá vỡ màng thủy tinh, đạt đến nhị chuyển, không tính tình huống đặc biệt, thông thường cần ít nhất 5:5 chân nguyên xanh thấm. Mà tư chất của ta có hạn, tối đa chỉ có 4:4. Cho nên mọi người thường nói, tư chất là điểm quan trọng thứ hai trong việc tu hành cổ sư. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên từ từ dừng bước lại. Trong lúc không hay không biết, hắn đi đến bên cửa sổ, vì vậy tiện tay đẩy cửa sổ ra. Cách rũ phong kinh trúc, khai song tuyết mãn sơn. Dịch nghĩa ngoài cửa sổ, trúc kinh hãi cơn gió. Mở cửa ra, tuyết phủ đầy núi. Dưới ánh trăng, tuyết như bạch ngọc, thế giới trước mắt tựa như cung điện thủy tinh, không nhiễm một hạt bụi trần. Ánh sáng phản chiếu từ dưới tuyết chiếu rọi lên khuôn mặt trẻ tuổi của Phương Nguyên, nét mặt hắn trầm tĩnh, hai hàng lông mày giãn ra, đôi con ngươi như dòng suối lặng dưới ánh trăng. Gió lạnh đập vào mặt, thiếu niên chợt cười, chẳng qua là một chút gió sương mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.